Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 60. Cha, cổ tộc không phải không tham dự sự tình chiến thần điện sao? Sở Vân Phi lại hỏi, hắn rất rõ ràng thần kiếp chi địa là thuộc về phạm vi chiến thần điện quản, đa số người cổ tộc là không thể tiến vào. Nếu như có thể, các tu sĩ chiến thánh cảnh trung kỳ cổ tộc đều sớm đã tiến vào thần chi kiếp địa, làm sao có thể đợi đến hiện tại? Thần kiếp chi địa, kỳ thật cũng không phải là địa bàn chiến thần điện, chỉ là những cổ tộc chúng ta ngay từ đầu bỏ lỡ cơ hội mà thôi, về sau muốn tham dự lại không còn mặt mũi. Sở Lăng Tiêu lắc đầu, con người sâu thẳm vô cùng, trên mặt có chút ảo não. Nghe thấy Sở Lăng Tiêu nói, Sở Vân Phi cau mày một cái, chẳng lẽ ở trong đó còn có bí mật gì không ai biết sao? Cha, chẳng lẽ bây giờ chúng ta có thể tiến vào thần kiếp chi địa? Sở Vân Phi ngoài ý muốn nói, thần sắc khá là kích động. Sở Lăng Tiêu gật đầu, không sai, cho nên ta mới hỏi ngươi, nếu như là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Đương nhiên phải tiến vào thần kiếp chi địa. Sở Vân Phi không chút do dự nói ra, cha, nói thật, những năm này tu vi ta đột nhiên tăng mạnh, thậm chí danh xưng thập đại yêu nghiệt. Nhưng ta cảm thấy cùng người thần kiếp chi địa so sánh vẫn có chút không bằng. À, Sở Lăng Tiêu hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Sở Vân Phi quyết đoán như thế hiển nhiên là hắn không nghĩ tới, nguyên bản thần sắc lo lắng cũng tỏa ra một tia sáng. Hài nhi nếu nói không đúng, mong cha tha thứ. Sở Vân Phi hít sâu một cái nói, con người sắc bén dị thường, những năm này, hài nhi một mực nghĩ cổ tộc chúng ta xa rời thực tế có phải là một lựa chọn sai lầm hay không? Mấy năm này tu vi ta một mực dừng ở chiến thánh hậu kỳ, lại không cách nào tiến thêm, hài nhi tưởng rằng bản thân thiên phú không đủ, đã thử rất nhiều phương pháp vẫn không thể phóng ra một bước kia. Về sau, hài nhi phát hiện, ta lĩnh ngộ thiên địa chi ý là cường giả gia tộc diễn hóa, căn bản không phải thiên địa chi ý chân chính. Sở gia chiếm cứ ở bên trong không gian bí cảnh đã mất đi thiên địa chân chính, làm sao có thể lĩnh ngộ thiên địa chi ý chân chính đây? Nếu như có thể tiến vào thần kiếp chi địa, hài nhi nắm chắc trong vòng 3 năm đột phá chiến thánh đỉnh phong, thậm chí có thể đột phá chiến thần cảnh trong truyền thuyết. Sở Vân Phi nói dõng dạc, vừa nghĩ tới mình có thể tiến về thần kiếp chi địa, trong lòng hắn hưng phấn vô cùng. Thời gian mấy năm nay hắn một mực không cách nào đột phá chiến thánh đỉnh phong, điều này làm hắn thập phần kiềm chế. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đột phá chiến thánh đỉnh phong vốn đã đi trước người khác. Hắn còn chưa từng nghe nói qua từ ngàn năm nay có người đột phá chiến thần cảnh trong truyền thuyết, ngay cả phụ thân Sở Lăng Tiêu hắn cũng vẻn vẹn chỉ là chiến thánh đỉnh phong mà thôi. Kỳ thật không chỉ Sở Lăng Tiêu, các gia chủ cổ tộc lớn khác tu vi cũng đều là chiến thánh đỉnh phong mà thôi. Đột phá chiến thần cảnh gian nan biết bao. Sở Lăng Tiêu thở dài một hơi, đắng chát cười nói. Hài nhi có tự tin, Sở Vân Phi con ngươi thập phần kiên định. Vân Phi, thực lực ngươi bây giờ có rất nhiều sự tình ngươi cũng có thể biết rõ. Sở Lăng Tiêu không có đả kích tự tin Sở Vân Phi, một người nếu như ngay cả tự tin đều không có, muốn đột phá chiến thần cảnh thì hy vọng càng thêm xa vời. Ngừng lại, Sở Lăng Tiêu nói, ngươi có lẽ cũng một mực nghi hoặc người Sở gia ta mới xuất hiện lớp lớp, không chỉ có luyện dược mà còn là con đường tu luyện. Mỗi 100 năm đều có mấy người đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng mà những người kia lại đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Không sai, chiến thánh cảnh tuổi thọ đạt đến mấy trăm, nếu như cộng thêm đan dược phụ tá, thậm chí sống hơn ngàn năm cũng không phải không có khả năng. Sở Vân Phi nói ra nghi hoặc của bản thân. Sở Lăng Tiêu gật gật đầu, nói ra, không gạt ngươi, thời gian ngàn năm này người Sở gia ta đột phá chiến thánh đỉnh phong nhiều đến 37 người, đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ vô số kể, giống như cá giết sang sông. Nhiều như vậy, Sở Vân Phi nguyên bản coi bản thân là thiên tài, nhưng mà không nghĩ tới thực lực Sở gia vượt xa bản thân tưởng tượng. Đây là ít, Diệp gia càng nhiều hơn, có lẽ nhiều đến 50-60 người. Sở Lăng Tiêu hít sâu một cái nói. Nói đến cái này, nội tâm hắn cũng có chút không bình tĩnh. Những người này đi đâu? Sở Vân Phi không chút do dự hỏi. Thần kiếp chi địa, Sở Lăng Tiêu trịnh trọng nói. Thần kiếp chi địa, Sở Vân Phi kinh ngạc vô cùng, trợn mắt hốc mồm đứng ở đó. Đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ là thiên địa chi uy, người hẳn biết chứ. Sở Lăng Tiêu mị mị hai mắt,
ngưng tiếng nói, chiến thánh cảnh nắm giữ mấy trăm năm thọ nguyên là không giả, bọn hắn thủ hộ ở gia tộc trên trăm năm liền có thể phá vỡ hư không tiến về thần kiếp chi địa, ở nơi này tìm kiếm thời cơ đột phá chiến thần cảnh. Bọn hắn có ai đột phá không? Sở Vân Phi hỏi. Ta cũng không biết. Sở Lăng Tiêu lắc đầu, sau đó thu liếm tâm thần, nói với ngươi nhiều như vậy là muốn cho ngươi biết, tiến vào thần kiếp chi địa xác thực có thể cho ngươi mạnh lên, hơn nữa. Nói đến đây Sở Lăng Tiêu ngừng lại, Sở Vân Phi không cắt đứt, biết rõ Sở Lăng Tiêu còn chưa dứt lời, chờ đợi nửa ngày, thanh âm Sở Lăng Tiêu lại tiếp tục vang lên. Hơn nữa, thần kiếp chi địa xác thực nắm giữ cơ hội đột phá chiến thần cảnh. Nói đến nơi này, trong mắt Sở Lăng Tiêu cũng lóe qua một tia hy vọng. Cơ hội gì? Ánh mắt Sở Vân Phi sáng lên, trong lòng hắn đã âm thầm quyết định, vô luận như thế nào cũng nhất định phải tiến về thần kiếp chi địa. Ngươi biết phải làm thế nào mới có thể đột phá chiến thần cảnh không? Sở Lăng Tiêu hỏi. Cái này hài nhi ở trên thư tịch gia tộc nhìn thấy, muốn đột phá chiến thần cảnh, một là hồn lực chuyển hóa thành thần lực, đây là cần công pháp thần cấp, hai là phải lĩnh ngộ áo nghĩa. Sở Vân Phi nói ra, nhìn thấy Sở Lăng Tiêu lắc đầu, hắn lại kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải. Sở Lăng Tiêu thập phần khẳng định nói, đột phá chiến thần cảnh căn bản nhất chính là mệnh cách thuế biến, ngưng tụ thành thần cách. Chỉ cần mệnh cách thuế biến thành thần cách, tự nhiên có thể lĩnh ngộ áo nghĩa, hồn lực cũng tự nhiên thuế biến thành thần lực. Thần cách, Sở Vân Phi kinh ngạc không thôi, hiển nhiên hắn chưa từng nghe qua. Nó còn có một cái xưng hô khác tên là thần lực chi tinh. Sở Lăng Tiêu ý vị thâm trường nói, chiến thần sau khi chết, thần cách sẽ không tiêu tán, chiến thánh đỉnh phong có thể luyện hóa thần cách đột phá chiến thần, đây chính là thần kiếp chi địa, cho nên chiến thần điện cho tới nay đều không cho các cổ tộc lớn tham dự. Sở Vân Phi càng nghe càng kích động, hắn hận không thể lập tức tiến về thần kiếp chi địa đột phá chiến thánh đỉnh phong, sau đó lĩnh ngộ chiến thần cảnh trong truyền thuyết. Ý cha là bây giờ chúng ta có thể tiến vào chiến thần điện. Tại sao hiện tại chiến thần điện lại cho phép? Sở Vân Phi rất nhanh liền khôi phục tâm thần, nghi ngờ nói. Bởi vì chiến thần điện hiện tại cũng tứ cố vô thân, ngàn năm trước đó Tu La Điện bị hủy diệt, truyền thừa điện sụp đổ, mà đại kiếp ngàn năm sắp tới, chiến thần điện cần chúng ta tiến về trợ giúp, đã có người đến thông chi trước, nửa năm sau mở ra thần kiếp chi địa. Sở Lăng Tiêu. Đại kiếp gì? Sở Vân Phi hỏi. Hiện tại ngươi không cần biết, ngàn năm trước đó các cổ tộc lớn cũng không tham dự, mất đi tư cách tiến vào thần kiếp chi địa, lần này cổ tộc sẽ không đứng ngoài quan sát. Sở Lăng Tiêu hít sâu một cái nói. Ngừng lại, cười khổ nói, đương nhiên, chúng ta cũng không có quyền khoanh tay đứng nhìn, nếu như chúng ta muốn làm căng, chiến thần điện đoán chừng là kẻ thứ nhất hủy diệt chúng ta. Sở Vân Phi cau mày. Nói, cho nên cha để người mấy đại cổ tộc khác tham gia vạn thánh dược điển là vì liên hợp mấy đại gia tộc. Không sai. Sở Lăng Tiêu gật gật đầu, trên mặt lại lộ ra vẻ hồ ly. Khởi bẩm gia chủ, lão hủ có chuyện quan trọng bẩm báo. Đột nhiên, ở ngoài viện truyền đến một đạo thanh âm gấp rút. Nhị trưởng lão, chuyện gì? Nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, ý cười trên mặt Sở Lăng Tiêu trong nháy mắt ngưng kết, khôi phục thần sắc uy nghiêm. Lúc này, một lão giả áo xám đi tới, người này chính là Sở gia nhị trưởng lão, một thân tu vi thâm bất khả trắc, hắn đối với Sở Lăng Tiêu cung kính thi lễ nói, khởi bẩm gia chủ, Độc Cô gia tộc Độc Cô Mạc chắc chết. Cái gì? Sở Lăng Tiêu còn cho là bản thân nghe lầm, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Hắn vừa rồi còn vì bản thân, dựa vào vạn thánh dược điển đến liên hợp mấy đại cổ tộc khác mà cảm thấy đắc ý. Nhưng mà không nghĩ tới người Độc Cô gia tộc vậy mà chết ở cổ thành Sở gia. Ai to gan như vậy? Sắc mặt Sở Vân Phi cũng lạnh lẽo, Độc Cô Mạc chắc chết ở cổ thành Sở gia khẳng định không thoát ly can hệ. Nếu như không trả lời cho Độc Cô gia tộc một cách hài lòng, đến thời điểm đó Sở gia khả năng liền thêm một địch nhân, đâu không phải việc Sở gia muốn thấy. Hắn chết như thế nào? Sở Lăng Tiêu rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Trong đầu của hắn đã trầm tư hậu quả sự tình này. Sự tình có quan hệ cùng nhị thiếu gia. Lão giả áo xám nhị trưởng lão cung kính nói, sau đó đem sự tình Sở Vân Bắc cùng Tiêu Phàm cùng Độc Cô Mạc chắc mấy người đánh cược tinh tế giải thích một lần. Nghịch tử, Sở Lăng Tiêu vô cùng phẫn nộ, gầm thét một tiếng, một bàn tay đập nát bàn gỗ tử đàn,
bàn lập tức hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay lên không trung. Cũng khó trách Sở Lăng Tiêu tức giận như thế, nếu như là người khác ra tay giết độc cô Mạc Trác, không có quan hệ gì với Sở Vân Bắc, Sở Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không chút do dự giết đối phương, dùng để dập tắt lửa giận độc cô gia tộc. Nhưng việc này lại cùng Sở Vân Bắc không thoát ly can hệ, làm Sở Lăng Tiêu khó ra tay. Dù sao, Sở Vân Bắc là ngay trước mặt nhiều người như vậy lấy thần binh thất tinh tuyển cơ xích của độc cô Mạc Trác. Cha, ta xem việc này nhất định là kẻ kêu kiếm hồng trần mê hoặc nhị đệ, nhị đệ thiên phú mặc dù bình thường nhưng hắn tuyệt đối không ngốc, ngược lại rất thông minh. Sở Vân Phi mở miệng nói, trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm trầm. Đại thiếu gia nói đúng, việc này nhị thiếu gia chỉ là nhất thời phạm sai lầm mà thôi. Nhị trưởng lão cũng gật gật đầu nói. Cha, việc này giao cho ta là được. Sở Vân Phi trầm giọng nói. Sở Lăng Tiêu trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau đó ngưng tiếng nói, sau 3 ngày chính là vạn thánh dược điển, không thể để xảy ra sơ suất. Đem sự tình làm sạch sẽ một chút, vạn nhất không được vậy thì chờ vạn thánh dược điển xong rồi nói. Vâng. Sở Vân Phi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía nhị trưởng lão nói, nhị trưởng lão, nhị đệ ở đâu? Thiên Thánh Lâu, nhị trưởng lão phun ra mấy chữ, đại thiếu gia, có cần lão hủ hỗ trợ hay không? Không cần, nếu như ngay cả một kẻ từ bên ngoài đến đều đối phó không được, ta đây hơn 20 năm cũng liền sống uổng phí. Sở Vân Phi kiêu ngạo nói, để lại một câu nói, Sở Vân Phi liền rời tiểu viện. Giờ phút này, bên trong tầng thứ 9 Thiên Thánh Lâu, mấy người Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc uống quên cả trời đất, mấy người Dịch Bằng cùng Sở Nghiên cũng đỏ cả mặt. Biểu đệ, thực cảm tạ ngươi, bằng không ta còn thực sự không thể đường đường chính chính uống chân long khiếu, lại càng không cần phải nói uống luân hồi huyết sắc. Hôm nay Sở Vân Bắc ta cũng coi là mở mày mở mặt, thực sự là thống khoái. Sở Vân Bắc ôm một cái bình, thân thể có chút lung la lung lay. Nhị thiếu, người uống nhiều rồi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhìn bốn phía, phát hiện Dịch Bằng bọn hắn đã say bí tỉ, bằng không hắn thật đúng là lo lắng bại lộ thân phận bản thân. Vài hũ luân hồi huyết sắc vào trong bụng, sắc mặt Tiêu Phàm hồng nhuận phơn phớt vô cùng, rượu này xác thực bá đạo, liền tu sĩ chiến thánh cảnh đều có chút chịu không được. Bất quá Tiêu Phàm cũng không dám uống say, mà vận chuyển vô tận chiến quyết, luyện hóa dược tính luân hồi huyết sắc. Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, hắn cả một đời đều không uống qua rượu mỹ vị như vậy, vài hũ chân long khiếu lại thêm 3-4 vỏ luân hồi huyết sắc, Tiêu Phàm cảm giác tu vi đều tinh tiến không ít. Hắn mặc dù đột phá chiến thánh cảnh sơ kỳ không lâu, nhưng bây giờ cách chiến thánh cảnh trung kỳ cũng chỉ có một bước, tùy thời đều có thể vượt qua một bước này. Nếu như lão sư tại thế, uống được luân hồi huyết sắc mà nói, đoán chừng cũng sẽ hô to sung sướng. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, luân hồi huyết sắc, trên đời này thật có luân hồi sao? Hai mắt Tiêu Phàm có chút mê ly, thời điểm túy ông chết, Tiêu Phàm ghi nhớ trong lòng, dù hiện tại hắn đều cảm giác có chút không chân thực rằng túy ông còn sống. Nếu như trên đời này thật có luân hồi, một ngày nào đó ta sẽ tìm lão sư tử trong luân hồi trở về. Trong mắt Tiêu Phàm lộ ra một loại sắc bén chi khí. Ngày nào đó còn quá xa, hiện tại ta muốn làm chính là đột phá chiến thánh trung kỳ lĩnh ngộ thiên địa chi thế, chỉ là cái gì là thiên địa chi thế đây? Tiêu Phàm bình tĩnh suy nghĩ. Trong đầu hắn nguyên một đám suy nghĩ lóe qua, một sợi tàn niệm tu la điện chủ luyện hóa đời trước, Tiêu Phàm đối với thiên địa chi thế cũng rất có cảm xúc. Núi có đỉnh núi Nga bao la hùng vĩ, nước có nước uốn lượn kéo dài, trời có trời mênh mông rộng lớn mà nặng nề bàng bạc. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, hắn tựa như bắt lấy một tia gì. Hắn đột nhiên nghĩ tới tất cả giữa thiên địa, dãy núi có thể hùng hồn, có thể thẳng tắp, cũng có thể tuấn tú, nước chảy có thể khúc chiết, có thể lao nhanh, cũng có thể chảy cuồn cuộn. Đồng dạng, gió cũng có thể ôn nhu, có thể cuồng liệt, cũng có thể cuồn cuộn, hỏa có thể hung mãnh, có thể không bị cản trở, cũng có thể vô tình. Chờ đã, những thứ này không phải chính là thiên địa chi thế sao? Giữa thiên địa có nhiều thiên địa chi thế có thể tham khảo như vậy, tu la lĩnh vực cùng bất hủ lĩnh vực lại lĩnh ngộ loại nào đây? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Tu la lĩnh vực thiên địa chi thế liền nên thiên địa chi sát, ta là tu la, chí tôn vô địch, bất hủ lĩnh vực, dĩ nhiên chính là bất tử bất diệt, sinh sôi không ngừng. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, thời gian dường như dừng tại thời khắc này. Chỉ một thoáng, một cỗ khí thế cường đại từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, trong phòng trong nháy mắt băng lãnh xuống. Biểu đệ, ngươi đột phá. Sở Vân Bắc kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cảm thụ đến khí thế trên người Tiêu Phàm, hãi hùng khiếp vía một trận. Hắn phát hiện, trước đó Tiêu Phàm bại lộ thực lực căn bản không phải ranh giới cuối cùng của hắn. Mấy người Dịch Bằng cảm giác như rớt vào hầm băng, trong nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. Đều đi ra ngoài với ta. Sở Vân Bắc lạnh lùng nhìn đám người một cái, men say cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, dẫn đầu hướng về bên ngoài đi. Đám Dịch Bằng tự nhiên không dám lưu ở nơi đây, cũng cùng đi theo ra ngoài. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong phòng bố trí mấy đạo hồn giới, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, toàn thân hắn thiêu đốt lên vô tận chi hỏa, thể nội càng có tiếng long ngâm. Bởi vì tu vi đột phá, vô tận chiến hồn cùng u linh chiến hồn tất cả đều tránh thoát lực lượng phong ấn, tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch lại tinh khiết không ít. Thậm chí, Tiêu Phàm cảm ngộ đối với vô tận chi hỏa càng sâu, hắn tự tin hiện tại đã có thể thi triển ra hỏa diễm lĩnh vực. Sau nửa ngày, khí tức trên người Tiêu Phàm mới ổn định lại, Tiêu Phàm lại vận chuyển 9 cái chu thiên mới dừng lại. Hay cho một cái luân hồi huyết sắc, vậy mà để cho tu vi ta tiến thêm một bước. Đột phá đến chiến thánh trung kỳ. Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới lần này đến thiên thánh lâu vậy mà may mắn đột phá, phải biết, mỗi một cái tiểu cảnh giới chiến thánh cảnh vượt qua đều thập phần gian nan. Nhưng có thời điểm lại chỉ cần một cơ hội liền có thể bước một bước, Tiêu Phàm đột phá chiến thánh cảnh đã hơn nửa năm, đây cũng là lần thứ nhất hắn tốn hơn nửa năm mới đột phá một cái tiểu cảnh giới. Vừa mới đột phá còn cần một trận chiến thống khoái. Tiêu Phàm thở dài, sau đó lại lần nữa phong ấn bản thân, có thể sử dụng vẫn chỉ có tu la kiếm cùng vô tận chiến điển. Đến đúng lúc, đột nhiên, Tiêu Phàm nhíu lông mày lại, nâng bước chân hướng về bên ngoài gian phòng. Thời gian trở lại nửa chén trà nhỏ thời gian trước, lúc Tiêu Phàm tiến vào trạng thái tu luyện không lâu, bên ngoài vị trí gian phòng hắn đột nhiên có một bạch bào thanh niên đến. Đại ca! Làm sao người tới? Sở Vân Bắc nhìn người tới, trên mặt hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó mang theo một nụ cười đi lên. Người tới chính là Sở Vân Phi, hắn lạnh lùng chừng Sở Vân Bắc một cái, ngữ khí lạnh như băng nói, người có biết người đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì hay không, lúc này còn cười. Bởi vì Độc Cô Mạc chắc chết, rất có thể phá hư đồng minh Sở gia cùng Độc Cô gia tộc, Sở gia vô luận như thế nào đều muốn cho Độc Cô gia tộc một cái công đạo. Sở Vân Bắc là đệ đệ hắn, Sở Vân Phi tự nhiên không làm quân pháp bất vị thân, nhưng ứng phó Tiêu Phàm, hắn lại không lưu tình chút nào. Nghe được Sở Vân Phi nói, nụ cười trên mặt Sở Vân Bắc trong nháy mắt ngưng kết, thần sắc trở nên lạnh lùng, đáp lại nói, người nhìn thấy ta có một kiện thần binh, trong lòng khó chịu sao? Sở Vân Bắc một mực bị người Sở gia xem thường, bây giờ thật vất vả nổi danh một lần, vì Sở gia làm vẻ vang. Nguyên bản hắn coi là Sở Vân Phi là tới chúc mừng bản thân. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Sở Vân Phi vậy mà vừa đến đã quát lớn, cái này khiến Sở Vân Bắc giận không chỗ phát tiết. Trong lòng ta khó chịu, một kiện thần binh mà thôi, Sở Vân Phi ta nếu như muốn, không có được sao. Sở Vân Phi hừ lạnh một tiếng, thập phần khinh thường, sau đó lại nói, người giết chết Độc Cô Mạc Trác ở đâu. Ánh mắt băng lãnh nhìn mấy người Dịch Bằng. Thân thể bọn Dịch Bằng có chút phát run, vẻn vẹn một cái ánh mắt liền khiến bọn hắn có chút không chịu được. Sở Vân Phi, người tới nơi này là muốn ở trước mặt ta khoe khoang, diễu võ dương oai sao? Sở Vân Bắc phẫn nộ quát, cầm thất tinh tuyển cơ xích trong tay ngăn khuất trước người Dịch Bằng mấy người, phẫn nộ nhìn Sở Vân Phi. Hắn vẫn luôn bị Sở Vân Phi ép không thở nổi, cho tới bây giờ không dám nhìn thẳng Sở Vân Phi, tại Sở gia nội thành. Tất cả mọi người chỉ biết rõ Sở Vân Phi, không ai biết Sở Vân Bắc hắn. Hiện tại thật vất vả tranh mặt cho Sở gia một lần, lại bị Sở Vân Phi quát lớn, lửa giận đáy lòng Sở Vân Bắc cũng triệt để bộc phát ra. Sở Vân Bắc cũng không biết dũng khí bản thân từ nơi nào đến, dám đối nghịch với Sở Vân Phi. Được một kiện thần binh liền tự cho là đúng, thậm chí không coi ai ra gì sao. Thất tinh tuyển cơ xích không lọt vào mắt Sở Vân Phi. Từng bước một hướng về Sở Vân Bắc đi tới. Thiên địa chi ý đáng sợ từ trên người hắn phát ra,
hỏa diễm bốn phía mãnh liệt, nhiệt khí bay lên, nhiệt độ trong nháy mắt cao trên 100 độ, hơn nữa còn nhanh chóng tăng lên. Giữ vững cánh cửa này cho ta, không có ta cho phép, ai cũng không thể đi vào. Sở Vân Bắc phẫn nộ quát, hắn chống đỡ áp lực thật lớn đi từng bước một hướng Sở Vân Phi. Nếu là lúc trước, Sở Vân Bắc tuyệt đối không có khả năng cùng Sở Vân Phi chính diện giao phong, không nói hắn không có cái thực lực này, mà là hắn căn bản không có dũng khí này. Sở Vân Phi thân là một đời đệ nhất nhân trẻ tuổi Sở gia, một trong thập đại yêu nghiệt cùng tuổi một đời, thực lực hắn quá là đáng sợ, quang hoàn trên người cũng quá nhiều. Phóng nhãn chiến hồn đại lục, trừ mấy người cùng là thập đại yêu nghiệt kia, có ai dám cùng hắn chính diện giao phong? Nhưng mà hôm nay Sở Vân Bắc lại không hề nhượng bộ chút nào, điều này cũng làm cho Sở Vân Bắc lau mắt mà nhìn, hắn thực sự nghĩ không ra, bình thường Sở Vân Bắc trước mặt mình nhát như chuột, hôm nay tại sao dám nhiều lần khiêu khích bản thân? Ta nói một lần cuối cùng, tránh ra, bằng không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Sở Vân Phi cau mày một cái, kiên nhẫn bị hao mòn rồi. Sở Vân Phi mặc dù sẽ không giết Sở Vân Bắc, nhưng để hắn ăn chút đau khổ vẫn là dám. Xuất thủ vô tình, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao? Sở Vân Bắc không lùi chút nào, hắn cách chiến thánh cảnh trung kỳ mặc dù chỉ có một bước, nhưng cùng chiến thánh cảnh hậu kỳ Sở Vân Phi so sánh, chênh lệch thật đúng là không phải lớn bình thường. Thân làm thập đại yêu nghiệt, Sở Vân Phi tự có chỗ đáng sợ. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá ta thật đúng là có chút hiếu kỳ là ai làm cho ngươi biến thành một người khác. Sở Vân Phi mị mị hai mắt. Còn người liếc nhìn lấy trong phòng phía sau. Nếu như nói trước kia Sở Vân Bắc nhát như chuột, hôm nay Sở Vân Bắc lại hoàn toàn khác, thậm chí ngay cả chết cũng không sợ. Sở Vân Phi biết rõ, tất cả những thứ này khẳng định cùng kẻ kêu kiếm hồng trần có quan hệ. Chẳng biết tại sao, ý giết Tiêu Phàm của Sở Vân Phi đã chậm rãi biến mất, đúng như hắn nói, hắn rất muốn biết rõ một kẻ có thể làm cho Sở Vân Bắc cải biến đến cùng có bộ dáng gì. Kỳ thật không ngừng làm bọn hắn chấn kinh, kinh hãi nhất không ai bằng mấy người Sở Nghiên, bọn hắn đi theo Sở Vân Bắc tầm 10 năm, rất rõ ràng cá tính Sở Vân Bắc. Nhưng từ khi đi ra khảo hạch đại điện, Sở Vân Bắc lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà hết thảy điều này đều bởi vì kiếm hồng trần, ta sẽ không để ngươi vượt qua. Sở Vân Bắc giữ tợn che mặt, khí thế Sở Vân Phi nở rộ như một tòa cự nhạc, ép hắn không thở nổi. Dù là nắm giữ thần binh thất tinh tuyển cơ xích cũng vô pháp gì bổ chênh lệch giữa hai người. Da thịt Sở Vân Bắc đã chảy ra từng tia máu tươi, khí thế của hắn đang không ngừng leo lên. Bỏ đi, Sở Vân Phi quát khẽ một tiếng, khí thế lần nữa tăng cường mấy phần, hỏa diễm cực nóng thiêu đốt Sở Vân Bắc, rất hiển nhiên, hắn vẫn không thi triển toàn lực. Phốc, Sở Vân Bắc phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể hắn rung động mấy lần, về sau rút lui mấy bước. Giống, một tiếng hét giận dữ từ trong miệng Sở Vân Bắc gào thét mà ra, giống như dã thú gào thét, áo bào nửa người trên nổ tung, lộ ra máu tươi ra thịt thấm vào. Cặp con người màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vân Phi, cùng lúc đó, khí thế trên người hắn nhanh chóng tăng lên, dường như vượt qua một điểm giới hạn. Oanh một tiếng, hỏa diễm đáng sợ từ trên người Sở Vân Bắc mãnh liệt cuộn trào ra, xông thẳng bốn phương tám hướng đi. Giống như một khỏa thiên thạch sáng chói và đập khuấy động. Đột phá, Sở Vân Phi kinh ngạc nhìn Sở Vân Bắc, trong lòng thập phần không bình tĩnh. Hắn thấy, cả đời Sở Vân Bắc đoán chừng tối đa cũng chỉ có thể đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ, không nghĩ tới vậy mà hiện tại liền đột phá đến cảnh giới này. Động tĩnh to lớn trong nháy mắt hấp dẫn không ít người, có 3 người đi tới, sau lưng bọn họ còn đi theo mấy người, người có thể đến tầng thứ 9 tại cổ thành Sở gia. Địa vị tuyệt đối xem như siêu nhiên. 3 người tự nhiên biết Sở Vân Phi cùng Sở Vân Bắc 2 người, nhìn thấy huynh đệ bọn họ đại chiến, 3 người cũng không nói cái gì, mang theo hạ nhân ở phía xa lẳng lặng nhìn. Hôm nay, người đừng hòng đi qua đây. Sở Vân Bắc gào thét một tiếng, hắn đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ có loại tự tin vô địch. Vẫn không đủ, Sở Vân Phi nhàn nhạt lắc đầu, sau đó tiến lên một bước. Khí thế đáng sợ từ trên người hắn mãnh liệt cuộn trào ra. Sở Vân Bắc ngăn cản không nổi, thân thể bay ngược ra, hung hăng nện ở gian phòng, cũng may có hồn giới thủ hộ, bằng không gian phòng kia đều bị phải hủy. Sở Vân Bắc phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng,
mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống, trên mặt lộ ra nụ cười đắng chát, quát to: Kiếm huynh, xin lỗi, thực lực ta có hạn, không ngăn được hắn. Nói xong câu đó, thân thể Sở Vân Bắc liền tê liệt trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Vân Phi hướng gian phòng Tiêu Phàm đi tới. Dịch Bằng bọn hắn lui cũng không phải, vào cũng không phải. Các ngươi cũng cản ta, muốn chết phải không? Sở Vân Phi ngữ khí vô cùng băng lãnh, đối với Dịch Bằng bọn hắn, hắn cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Ta còn chưa tới phiên ngươi luận sinh tử. Đúng lúc này, cửa phòng két một tiếng mở ra, một đạo lời nói bình thản từ cửa phòng truyền đến. Cửa phòng mở ra, ở cửa ra vào xuất hiện một đạo thân ảnh áo bào đen, tư thế hiên ngang, lạnh lùng vô cùng, trên người tản ra một cỗ khí tức siêu phàm thoát tục. Hai tay hắn vác lập, không chút hoang mang đi ra, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Thiếu chủ. Nhìn thấy Tiêu Phàm, Dịch Bằng cung kính thi lễ, trên mặt lóe qua vẻ vui mừng, sau đó vội vàng lui sang một bên. Ngươi chính là Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, thanh âm Sở Vân Phi lạnh như băng vang lên, trong giọng nói ẩn chứa sát khí nhàn nhạt. Hắn thực sự nghĩ không ra người này lại có thể giết chết Độc Cô Mạc Trác, hơn nữa còn để Sở Vân Bắc biến hóa to lớn như thế. Đánh giá Tiêu Phàm, Sở Vân Phi tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tu vi Tiêu Phàm, bởi vì vừa mới đột phá chiến thánh trung kỳ, khí tức hồn lực trên người còn không ổn định. Nói cách khác, Tiêu Phàm trước đó giết chết Độc Cô Mạc Trác chỉ là chiến thánh sơ kỳ mà thôi. Sở Vân Phi, Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn đọc ký ức Sở Vân Bắc, đối với Sở Vân Phi một trong thập đại yêu nghiệt, hắn vẫn có chút ấn tượng. Cảm thụ đến khí thế trên người Sở Vân Phi, trong lòng Tiêu Phàm hơi hơi ngưng tụ. Một kẻ từ bên ngoài đến vậy mà cũng biết ta. Sở Vân Phi hơi hơi ngoài ý muốn, hắn có vẻ như đối với Tiêu Phàm cảm thấy hứng thú hơn, lấy tu vi chiến thánh sơ kỳ giết chết tu vi chiến thánh cảnh hậu kỳ, nếu như ngươi giết chết là những người khác, Sở gia ta chắc chắn để ngươi gia nhập, đáng tiếc. Đáng tiếc ta giết chết là Độc Cô Mạc Trác và tu sĩ Độc Cô gia tộc chiến thánh hậu kỳ. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Sở Vân Phi, không có mảy may e ngại. Không sai, nhìn ngươi coi như một người thức thời. Sở Vân Phi hờ hững cười một tiếng, dù Tiêu Phàm thiên phú bất phàm hắn cũng không dự định buông tha Tiêu Phàm. Muốn dập tắt lửa giận Độc Cô gia tộc, Tiêu Phàm là nhất định phải chết, thậm chí Sở gia hắn còn phải bỏ ra đại giới cực lớn. Ngươi có nghĩ tới hay không, cho dù Sở gia để cho ta gia nhập, ta cũng chưa chắc sẽ gia nhập. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Sở Vân Phi thật đúng là vô cùng tự tin. Bất quá nói trở lại, Sở Vân Phi tự tin cũng là có đạo lý, đổi lại là những người khác, Sở gia duỗi ra cành ô liu, đoán chừng còn không có ai cự tuyệt. Nhìn thấy Sở Vân Phi, Tiêu Phàm cũng không khỏi nghĩ tới Sở Khinh Cuồng, năm đó Sở Khinh Cuồng cũng là hạng người khinh cuồng bá đạo, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm mạnh mẽ hơn Sở Khinh Cuồng quá nhiều. Sở Khinh Cuồng bị lão sư dùng truyền tống trận đưa đi, không biết đã đến nơi nào. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Sở Khinh Cuồng không có khả năng đột phá chiến thánh cảnh, dù sao hắn chỉ là nắm giữ bát phẩm chiến hồn đế lân kiếm. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, Sở Vân Phi mị mị hai mắt, trong lòng thập phần khó chịu, cười lạnh nói, theo ngươi nói, ngươi còn chuẩn bị cự tuyệt gia nhập Sở gia. Cũng không phải là cự tuyệt hay không cự tuyệt, mà là gia nhập Sở gia đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt, Sở gia không có thứ gì để dạy ta. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lơ đễnh nói. Sở gia không có thứ gì dạy ta. Tiêu Phàm bình thản nói lại tựa như một đạo kinh lôi vang vọng bên tai đám người Sở Vân Phi, Dịch Bằng cùng Sở Nghiên bọn hắn kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Ngay cả mấy tu sĩ chiến thánh cảnh đỉnh phong nơi xa cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tất cả đều bị lời nói Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Đây là phách lối cùng cuồng vọng, Sở gia dù sao cũng là cổ tộc, hơn nữa còn là luyện dược thế gia ngàn năm, trên đời này thật đúng là có rất ít người Sở gia không thể dạy. Nhưng mà người Sở gia kiêu ngạo, trong miệng Tiêu Phàm lại chẳng thèm ngó tới, thậm chí trực tiếp phủ định, điều này khiến trong lòng Sở Vân Phi không thể bình tĩnh. Chỉ có Sở Vân Bắc lộ ra vẻ cười khổ, hắn biết rõ Tiêu Phàm cũng không phải là cuồng vọng, mà là nói một cái sự thật mà thôi. Tiêu Phàm bằng chừng ấy tuổi liền đã là chiến thánh trung kỳ, hơn nữa còn là bát phẩm luyện dược sư cùng hồn điêu sư cấp tông sư. Chủ yếu nhất hắn còn là Tu La Điện Chủ, có được Tu La truyền thừa, Sở gia quả thật không có cái gì có thể dạy hắn.
không có gì có thể dạy ngươi. Thật đúng là cuồng vọng, hiện tại ta liền dạy ngươi. Sở Vân Phi rốt cục giận. Nguyên bản hắn còn có một tia tiếc tài chi tâm, nhưng hiện tại, Tiêu Phàm cho hắn cảm giác chỉ có cuồng vọng, gia hỏa này không nhìn hắn một cái, thật đúng là quá tự cho là đúng. Khí thế bá đạo trên người hắn phát ra, hư không dường như bắt đầu vặn vẹo, khí thế so với trước đó ứng phó Sở Vân Bắc của hắn đã cường đại mấy lần. Quả nhiên không hổ là thập đại yêu nghiệt, khí thế kia ngay cả lão hủ đều than thở không bằng. Nơi xa, một lão già thở dài một hơi thật sâu. Bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi, giang sơn đời nào cũng có tài tử. Mấy lão già khác cũng gật gật đầu. Tu vi bọn hắn đã chạy tới điểm cuối cùng, mà Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi bọn hắn mới chỉ cất bước, bằng chừng ấy tuổi liền đột phá đến chiến thánh cảnh trung hậu kỳ, tương lai vô cùng có khả năng trùng kích chiến thần cảnh trong truyền thuyết. Cảm thụ khí thế trên người Sở Vân Phi, Tiêu Phàm cau mày một cái. Sở Vân Phi rõ ràng chỉ có chiến thánh cảnh hậu kỳ nhưng khí thế lại không kém hơn Tư Không Vũ bao nhiêu, quả nhiên không hổ là một trong thập đại yêu nghiệt. Tiêu Phàm lấy Tu La kiếm, kiếm khí sắc bén từ trên người hắn tản ra, hắn cũng rất muốn biết thực lực một trong thập đại yêu nghiệt Sở Vân Phi đến cùng như thế nào. Toàn bộ đời bên cùng tuổi một trong cổ thành Sở gia, ngươi là kẻ duy nhất dám ở trước mặt ta rút kiếm, không thể không thừa nhận, ngươi can đảm lắm. Sở Vân Phi hờ hững nhìn Tiêu Phàm. Thực lực cũng không phải dựa vào mồm mép. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, trong lòng hắn vô cùng ngưng trọng. Ha ha, ngươi nói không sai, Sở Mỗ cũng không lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi vừa mới đột phá chiến thánh trung kỳ, ta liền áp chế ở chiến thánh cảnh trung kỳ đánh với ngươi một trận, để ngươi cam tâm tình nguyện bại. Sở Vân Phi tùy tiện cười một tiếng. Vừa dứt lời, Sở Vân Phi một quyền bá đạo hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Mang theo một cỗ hỏa diễm thiên địa chi ý hung mãnh, nóng rực vô cùng. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, một đạo kiếm xẹt cầu vòng qua chân trời, trong phút chốc liền xuất hiện ở trước người Sở Vân Phi, quyền cương hỏa diễm của Sở Vân Phi như giấy mỏng bị một kiếm Tiêu Phàm mở ra. Sở Vân Phi biến sắc, lách mình hướng về bên ngoài tầng thứ 9 thiên thánh lâu bay đi, thực lực Tiêu Phàm hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu, kiếm mang kia quá sắc bén. Dám đi ra đánh một trận không? Sở Vân Phi để lại một câu nói, liền bắn ra ngoài tầng thứ 9, xuất hiện ở bên ngoài thiên thánh lâu. Có gì không dám, Tiêu Phàm mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên, thân thể như một đạo lưu quang, không chút do dự cùng đi lên. Mấy lão giả chiến thánh cảnh đỉnh phong vội vàng đi đến trên hành lang tầng thứ 9 ngắm nhìn hai người nơi xa. Dìu ta lên, Sở Vân Bắc hét lớn, hắn cũng rất muốn biết rõ ranh giới cuối cùng Tiêu Phàm ở đâu. Có thể trên tay Sở Vân Phi kiên trì bao lâu. Mấy người Sở Nghiên vội vàng vịn Sở Vân Bắc đi tới hành lang, vẻ mặt mấy người nghiêm túc vô cùng. Trong mắt Dịch Bằng càng lộ ra vẻ lo lắng, nếu như Tiêu Phàm chết, Dịch Bằng hắn khẳng định cũng sẽ bị giận chó đánh mèo, thậm chí toàn bộ Dịch gia đều bị xui xẻo, đây không phải hắn muốn nhìn thấy. Mặc dù Tiêu Phàm cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, nhưng Sở Vân Phi là ai, cổ thành Sở gia ai cũng rõ ràng. Đây chính là thập đại yêu nghiệt, Tiêu Phàm có thể là đối thủ sao? Sở Vân Phi đứng lơ lửng trên không mở bàn tay, trong tay cũng xuất hiện một chuôi trường kiếm xích hồng sắc, trước đó bị Tiêu Phàm một kiếm giết lùi cũng làm cho hắn bắt đầu coi trọng Tiêu Phàm. Kia rõ ràng chỉ là một kiếm bình thường, lại làm cho hắn sinh ra cảm giác bị uy hiếp, chỉ tại kiếm đạo, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy người như Tiêu Phàm. Xem ra thực lực ta đủ để cho Sở đại thiếu ngươi rút kiếm. Trên mặt Tiêu Phàm lóe qua vẻ hài hước. Hừ, sắc mặt Sở Vân Phi có chút không dễ nhìn, vừa nãy hắn còn nói khoác mà không biết ngược, Tiêu Phàm dám ở trước mặt hắn rút kiếm thì như thế nào, nhưng hiện tại, chính mình không thể không cần kiếm. Việc này khiến hắn mất chút mặt mũi, nguyên bản hắn đến nơi này chính là lặng lẽ giải quyết Tiêu Phàm, nhưng vừa nãy cùng Tiêu Phàm giao thủ, hắn liền biết rõ, muốn lặng lẽ giết chết Tiêu Phàm là không có khả năng. Dứt khoát Sở Vân Phi liền rộng lượng một lần, áp chế tu vi đánh với Tiêu Phàm một trận, nếu như có thể giết chết Tiêu Phàm cũng coi là báo thù cho Độc Cô Mạc Trác. Người một kẻ vừa mới đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ thì có tư cách gì ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Sở Vân Phi nói ra một câu lạnh như băng. Thân thể bỗng nhiên lóe lên, trường kiếm xích hồng sắc trong tay thiêu đốt lên hỏa diễm nóng rực, một dải lụa màu đỏ ngòm trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm.
hỏa diễm thiên địa chi thế. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Trong tay hắn không nhanh không chậm, chậm rãi nhã nhặn vung ra Tu La kiếm, thân kiếm lắc một cái, ngàn vạn kiếm khí phun ra, đem giải lụa màu đỏ ngòm ngăn cản bên ngoài. Hỏa long khiếu nhật, Sở Vân Phi khẽ quát một tiếng, xích hồng sắc kiếm trong tay huy sái, một đầu hỏa long to lớn trên trăm trượng ngưng tụ thành hình, sau đó hét giận dữ một tiếng, hé ra mồm máu hướng về Tiêu Phàm. Hỏa long chi thế. Tiêu Phàm có chút ngưng trọng, Sở Vân Phi không hổ là một trong thập đại yêu nghiệt, thiên phú hắn xác thực hiếm có người có thể địch nổi. Dù là hắn áp chế tu vi, Tiêu Phàm cũng cảm thụ được một cỗ áp lực to lớn, nếu như hắn thi triển thực lực chiến thánh hậu kỳ, chỉ dựa vào trạng thái hiện tại, Tiêu Phàm thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Xem ra hiện tại chiến kỹ của ta vẫn là quá thiếu khuyết. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, hiện tại hắn có thể xuất thủ cũng chính là sát na phương hoa. Đương nhiên, điểm thương cùng bất hủ kiếm giới hắn cũng có thể sử dụng, nhưng mà hai đại chiến kỹ lại dễ dàng bại lộ thân phận hắn. Chưa cứu được cha mẹ hắn, Tiêu Phàm tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Đột phá chiến thánh trung kỳ, trong thời gian ngắn muốn tăng lên thực lực cũng chỉ có thể dựa vào chiến kỹ. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, sau đó tâm thần một phân thành hai. Một nửa tâm thần tiếp tục thao túng thân thể chiến đấu cùng Sở Vân Phi, một nửa khác bên trong Tu La truyền thừa tìm kiếm. Muốn trong thời gian ngắn gia tăng thực lực, vậy cũng chỉ có lĩnh ngộ chiến kỹ. Cho tới nay Tiêu Phàm đều suy nghĩ tu luyện thêm mấy loại chiến kỹ, nhưng vẫn luôn không có thời gian mà thôi. Chỉ có lực ngăn cản này sao? Đây chính là toàn bộ thực lực ngươi. Thanh âm Sở Vân Phi hét giận dữ vang lên, hắn một kiếm vung ra, Tiêu Phàm không ngừng ngăn cản, so với trước hoàn toàn như là hai người. Kiếm pháp Tiêu Phàm thủy chung không nóng không lạnh, không hoảng hốt không vội, hoàn toàn không giống như đang chiến đấu, ngược lại giống một người đang múa kiếm, thập phần máy móc. Nhưng chính là phòng ngự máy móc này lại làm cho công kích Sở Vân Phi không có lỗ để chui, tu sĩ bốn phía nhìn kinh dị không thôi. Động tĩnh to lớn nơi đây hấp dẫn không ít tu sĩ gần Thiên Thánh Lâu, tu sĩ vây xem càng ngày càng nhiều. Kia không phải Sở Vân Phi à, hắn làm sao lại cùng người quyết đấu, cổ thành Sở gia còn có ai có thể là đối thủ của hắn. Người kia tựa như là kiếm hồng trần trước đó giết độc cô Mạc Trắc, hắn vậy mà đánh nhau cùng Sở Đại Thiếu, đây không phải muốn chết sao. Trước mặt Sở Đại Thiếu, hắn cơ hồ chỉ có sức phản kháng. Các ngươi không phát hiện à. Tu vi Sở Đại Thiếu chỉ là áp chế ở chiến thánh trung kỳ mà thôi, cùng bậc với kiếm hồng trần, bằng không mà nói kiếm hồng trần đoán chừng đã sớm chết. Ta xem chưa hẳn a, mỗi một kiếm của kiếm hồng trần đều rất bình thường, nhưng lại rất nhẹ nhàng ngăn trở công kích Sở Đại Thiếu. Đám người kinh ngạc nhìn không chung, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ cái gì. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, khí thế bỗng nhiên phóng đại, một kiếm đẩy lui Sở Vân Phi. Thân thể bay ngược ra mấy trăm trượng. Là ta quá quan trọng chiến kỹ, lão sư dùng cái chết nói cho ta biết, chiến kỹ mạnh yếu kỳ thật cũng không quan trọng, quan trọng là tâm, kiếm theo tâm động, mỗi một chiêu đều có thể là chiến kỹ. Tiêu Phàm tự nhủ, dường như nói mê. Hắn ở bên trong Tu La truyền thừa cũng không có tìm ra kiếm pháp thích hợp, hắn đạt tới cảnh giới hiện tại, cho dù có nhiều chiến kỹ nhưng đều không lọt vào pháp nhãn hắn. Một nửa tâm thần khác thông qua vô tận chiến điển dung hợp rất nhiều chiến kỹ, ngưng tụ thành một kiếm. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch cái gì, trên người hắn phóng ra khí thế sắc bén, cả người giống như một thanh kiếm. Người cùng kiếm hợp, kiếm cùng trời hợp, giờ phút này Tiêu Phàm lần nữa tiến vào cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất. Thần Long Tuần Thiên, bỗng dưng, Sở Vân Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Một đầu hư ảnh hỏa long to lớn hiện sau lưng hắn, trường kiếm trong tay vung chạm mà ra, một đạo long hình kiếm khí xông thẳng cửu tiêu, xé nát thiên khung. Ngay sau đó, phía trên không trung có một đầu hỏa long đáp xuống, tốc độ cùng lực lượng đều đạt tới cực hạn, một kích này cho dù chiến thánh hậu kỳ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Vô tận chi kiếm, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, Tu La kiếm bắn ra kiếm khí bốn phía, một đạo bạch sắc thần hồng nghịch thiên mà lên. Ẩn chứa sát ý đáng sợ, dường như muốn đổ long. Một kiếm này chính là một kiếm Tiêu Phàm dung hợp đông đảo kiếm pháp lĩnh ngộ bên trong Tu La truyền thừa, cho tới nay Tiêu Phàm đều xem nhẹ uy lực vô tận chi kiếm. Bởi vì Tiêu Phàm lĩnh ngộ chiến kỹ không ít, hơn nữa thiên phú rất biến thái,
chiến kỹ xem xét quá nhiều nhưng ngược lại phong phú mà không tinh, cho nên Tiêu Phàm mới dứt khoát từ bỏ một chút chiến kỹ lĩnh ngộ trước đó. Phía trên không trung, một đạo kiếm khí mấy chục trượng nghịch thiên xuất hiện, đón lấy huyết sắc thần long to lớn. Oanh, một đạo thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, kiếm khí cùng thần long hung mãnh đâm vào cùng một chỗ, vô cùng vô tận kiếm khí cùng hỏa diễm tại hư không cuồn cuộn, gào thét. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi hai người lần nữa độc, trong mắt hai người đều hiện ra hung quang, xông thẳng vào kiếm khí cùng hỏa diễm cuồng bạo. Chân long diệt thế, sát na phương hoa, hai người đồng thời gầm lên một tiếng, bọn hắn hiển nhiên đều làm thật, một người như long, một người như kiếm, lần nữa phóng tới cái kia cuồng bạo khu vực. Dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không dò được bên trong khu vực bạo loạn phát sinh cái gì, đám người chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Không hổ là nhân vật cấp độ yêu nghiệt, kiếm hồng trần nếu như có thể sống sót, lại một nhân vật yêu nghiệt mới lại được sinh ra. Tu sĩ thế hệ trước âm thầm lắc đầu, trước mặt Sở Vân Phi cùng Tiêu Phàm đều có chút tự ti mặc cảm. Sau nửa ngày, không trung bạo loạn chậm rãi khôi phục bình tĩnh, hai đạo thân ảnh hiển lộ ra. Tiêu Phàm áo bào đen phá toái, trên người có nhiều vết kiếm, huyết nhục quay cuồng, có mấy chỗ lộ ra bạch cốt âm u. Mà Sở Vân Phi đối diện áo bào trắng vỡ vụn, một đạo kiếm khí đáng sợ xẹt qua ngực hắn, máu tươi róc rách chảy, nhìn thấy mà giật mình. Hai người đều nửa quỳ tại hư không, miệng lớn thở phì phò, rất hiển nhiên, đây là kết quả lưỡng bại câu thương. Bất quá, hai người con ngươi sắc bén như đao, chiến ý trên người cường thịnh hơn. Chiến ý trong mắt Tiêu Phàm hiển hiện, từ khi tu luyện đến nay, tu sĩ cùng giai còn chưa bao giờ có người khiến hắn bị thương nặng như vậy, Sở Vân Phi tuyệt đối là kẻ thứ nhất. Hơn nữa, Sở Vân Phi dù là biết rõ ngăn không được một kích kia của Tiêu Phàm, hắn cũng không có vi phạm hứa hẹn, vẫn áp chế tu vi bản thân, điều này khiến Tiêu Phàm không khỏi xem trọng đối với hắn vài lần. Nếu đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm sử dụng thực lực chiến thánh hậu kỳ giết hắn. Đồng dạng, Sở Vân Phi cũng như thế, người khác có thể làm bị thương hắn, Tiêu Phàm cũng là kẻ thứ nhất, chẳng biết tại sao, hắn hiện tại không muốn Tiêu Phàm chết như vậy. Hắn phát hiện, trong chiến đấu mới có thể tăng sức chiến đấu bản thân nhanh nhất, hắn cần đối thủ như Tiêu Phàm. Hai người xa xa tương vọng, trong lúc nhất thời ai cũng không có động thủ, nhưng phía dưới đã sớm sôi trào lên. Kiếm Hồng Trần vậy mà không chết, hắn vậy mà từ dưới tay Sở Đại Thiếu sống sót. Hơn nữa còn làm bị thương Sở Đại Thiếu. Lại một yêu nghiệt sinh ra, có vẻ như từ khi bắt đầu, hai người đều không có thi triển ra thánh vực, cũng không có triệu hoán lực lượng chiến hồn, nếu như hai người toàn lực ứng phó mà nói thì sẽ như thế nào? Ta biết một tin tức, thánh bảng chiến thần điện mở ra, lấy thực lực bọn hắn, đoán chừng có cơ hội tranh đoạt 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu rất khó khăn, ta nghe nói lần này thánh bảng không chỉ có tu sĩ chiến hồn đại lục cạnh tranh, hơn nữa tu sĩ thần kiếp chi địa cũng có thể tham gia. Thần kiếp chi địa, đám người si ngốc nhìn qua Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi, bọn hắn đều kinh hãi thực lực khủng bố của hai người, những người kia ngay từ đầu cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ người, tất cả đều ngậm miệng lại. Vừa nói đến thánh bảng cùng thần kiếp chi địa, thanh âm hít khí vang lên toàn trường, bất quá cũng không ít người lộ ra vẻ kích động. Đám người nhìn qua Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi, bên trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong nồng đậm, bọn hắn rất hy vọng hai người phân một cái cao thấp, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Bất quá, làm bọn hắn thất vọng là hai người ai cũng không có động thủ. Thời gian một hơi trôi qua, hồi lâu, Sở Vân Phi rốt cục đứng dậy, hắn không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói, ngươi nếu gia nhập Sở gia, sự tình Độc Cô gia tộc ta thay ngươi giải quyết. Thanh âm không lớn lại truyền khắp toàn trường, đám người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhiều người biết rõ sự tình Tiêu Phàm giết Độc Cô Mạc Trắc, bọn hắn không nghĩ tới Sở Vân Phi vậy mà ngay trước mặt nhiều người như vậy hướng Tiêu Phàm duỗi ra cành ô liu, dù là bốc lên phong hiểm đối địch với Độc Cô gia tộc. Phải biết, Sở Vân Phi chính là người thừa kế duy nhất gia chủ Sở gia, hắn nói chuyện thế có thể đại biểu cho Sở gia. Chẳng qua là khi bọn hắn nghĩ đến thực lực và thiên phú Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, một kẻ có thể so với nhân vật thập đại yêu nghiệt, coi như Độc Cô gia tộc đối địch với phong hiểm thì như thế nào. Một khi Tiêu Phàm đột phá chiến thánh đỉnh phong, chỗ tốt mang cho Sở gia sẽ rất lớn, đến thời điểm đó,
cho dù Độc Cô gia tộc cũng không làm gì được Tiêu Phàm. Hơn nữa, Tiêu Phàm bây giờ đã là chiến thánh trung kỳ, đột phá chiến thánh đỉnh phong đoán chừng cũng không cần bao lâu, bỏ ra không nhiều, hồi báo cũng rất nhanh, Sở gia cớ sao mà không làm đây. Ánh mắt rất nhiều người nhao nhao rơi vào trên người Tiêu Phàm, không ít người càng vểnh tai lên, cẩn thận nhìn chằm chằm, muốn trước tiên biết rõ đáp án Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỗ nào không biết ý nghĩ Sở Vân Phi, đối với Sở Vân Phi, hắn xác thực lau mắt mà nhìn, nhưng đối với Sở gia, Tiêu Phàm vẫn không có bất kỳ hảo cảm nào. Ta không hứng thú. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nói ra mấy chữ. Ta không hứng thú, nghe được bốn chữ này, đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, khi bọn hắn nhìn đến, Tiêu Phàm nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng Sở Vân Phi, thậm chí sẽ cho thấy thành ý bản thân đối với Sở gia. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, tối đa cũng là Tiêu Phàm có chút cốt khí cố ý nâng lên thân phận bản thân, nói thêm mấy cái yêu cầu mà thôi. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà sẽ cự tuyệt, mà lý do chỉ là hắn không hứng thú. Gia nhập Sở gia chẳng lẽ còn cần hứng thú sao? Đây chính là Sở Vân Phi mời a, hắn vậy mà trực tiếp nói không hứng thú. Tiểu tử này thực mẹ nó quá phách lối. Thực coi mình là chiến thần hay sao? Đám người lên tiếng kinh hô, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, có chút không thể nào hiểu được. Thiếu chủ, Dịch Bằng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, sắc mặt trắng bệch vô cùng, đây chính là Sở gia mời đó, Tiêu Phàm vậy mà thực cự tuyệt, hắn trước đó còn tưởng rằng Tiêu Phàm chỉ là nói một chút mà thôi. Phải biết, hậu quả cự tuyệt Sở Vân Phi không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nếu như ở bên ngoài cũng không sao cả, nhưng nơi này chính là cổ thành Sở gia. Coi như Tiêu Phàm lợi hại thì như thế nào cũng chạy không thoát không được lòng bàn tay Sở gia. Ta biết hắn sẽ cự tuyệt. Sở Vân Bắc cười khổ một tiếng, hắn trước đó còn ôm một tia hy vọng, đáng tiếc cuối cùng lại làm hắn thất vọng. Sắc mặt Sở Vân Phi âm trầm vô cùng, hắn cũng nghĩ Tiêu Phàm sẽ cự tuyệt, nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ khinh thường như thế, vẻn vẹn không hứng thú mà thôi. Đây chính là tương đương với ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh vào mặt Sở Vân Phi hắn a, khiến trong lòng hắn bình tĩnh như thế nào. Ngươi được lắm, so với ta tưởng tượng còn phách lối hơn, nếu như chỉ luận thực lực, ngươi quả thật có vốn liếng. Hồi lâu, Sở Vân Phi lúc này mới nói ra một câu, nhưng nơi này là cổ thành Sở gia, vô luận phương diện nào đều có khối người có thể nghiền ép ngươi. Như thế sao, nhưng ta không cho rằng như vậy. Thần sắc Tiêu Phàm vẫn rất bình tĩnh, sau đó ánh mắt đạm mạc liếc nhìn phía dưới, đám người hơi sững sờ, không biết Tiêu Phàm có ý gì. Sở đại thiếu nói, vô luận phương diện nào có khối người có thể nghiền ép ta, kiếm mỗ bất tài, Phàm là người dưới 24 tuổi, vô luận là thực lực hay là luyện đan, có thể nghiền ép ta liền coi như ta thua, cổ thành Sở gia có một người tính một người. Lời nói Tiêu Phàm băng lãnh quanh quẩn hư không, thật lâu không dứt. Ttt, Tiêu Phàm cứng rắn nói ra, thanh âm bốn phía hít một hơi lãnh khí vang lên, ngay sau đó, toàn trường triệt để sôi trào lên. Tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng, đây coi như là khiêu khích toàn thành sao. Khác không nói, chính là hắn dám khiêu khích toàn thành, thật không có người có thể thắng hắn, chỉ ít lão tử là không dám khiêu khích toàn thành. Mẹ con chim, tiểu gia muốn khiêu chiến hắn, tự cho là cùng Sở đại thiếu bất phân thắng bại liền tự cho là đúng. Đó là Sở đại thiếu áp chế tu vi, bằng không mà nói một kiếm liền có thể làm thịt hắn. Tiểu gia bất tài, vừa vặn 24 tuổi, hiện tại đã là bát phẩm luyện dược sư, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, tu sĩ bốn phía thiên thánh lâu lập tức lòng đầy căm phẫn, bọn hắn thân làm người cổ thành Sở gia tự có kiêu ngạo bọn hắn. Tiêu Phàm chỉ là một kẻ ngoại lai mà thôi, dám khiêu khích cổ thành Sở gia, việc này nào chỉ là phách lối. Mà là hung hăng đánh mặt cổ thành Sở gia. Chỉ cần là người cổ thành Sở gia liền không có khả năng chịu đựng được khẩu khí này, rất nhiều người phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì xông lên. Mấy người Sở Vân Bắc cùng Dịch Bằng cũng hoàn toàn mắt trợn tròn, Tiêu Phàm cuồng vọng vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Kiếm Hồng Trần, ngươi là gây thù với cổ thành Sở gia sao? Sở Vân Phi lửa giận cũng nhảy lên tới cực điểm, ngay từ đầu hắn còn tiếc tài chi tâm. Nhưng hiện tại hắn phát hiện Tiêu Phàm đơn giản cuồng vọng đến không biên giới. Ta chỉ là nói sự thật mà thôi. Thần tình Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, những người khác càng thêm phẫn nộ, chỉ là nói sự thật mà thôi,
bây giờ còn chưa có ai so ngươi liền cho rằng tất cả mọi người trẻ tuổi một đời cổ thành sở ra không bằng ngươi. Cuồng vọng, phách lối, bá đạo, những từ ngữ này đều không đủ để hình dung Tiêu Phàm giờ phút này. Người cổ thành sở ra cho rằng Tiêu Phàm là cuồng vọng vô tri, nhưng người chân chính biết Tiêu Phàm đều biết rõ, giờ phút này Tiêu Phàm mới chân chính là hắn, tự tin vô địch. Nguyên bản Tiêu Phàm còn dự định âm trầm, bởi vì sự tình hắn nói tới xác thực là sự thật. Tu sĩ dưới 24 tuổi, Tiêu Phàm dám khiêu chiến bất luận kẻ nào, ngay từ đầu hắn còn muốn nói 20 tuổi, nhưng hắn vừa nghĩ tới cha mẹ mình ở sở gia bị tra tấn, lửa giận Tiêu Phàm liền bốc lên cao. Nếu muốn gây sự với sở gia, vậy liền dứt khoát một chút, muốn đả kích, vậy liền đả kích hung ác một chút. Hắn nghĩ đến, nếu như bản thân một người đánh bại tất cả kiêu ngạo trong lòng mọi người sở gia, người cổ thành sở gia lại sẽ là vẻ mặt gì đây? Sở gia có hai điểm kiêu ngạo, một là kiêu ngạo thân làm cổ tộc, tài nguyên vô số, một tu sĩ đế triều nho nhỏ như thế nào lại lọt vào mắt bọn họ. Hai là kiêu ngạo thân làm luyện dược thế gia ngàn năm, phóng nhãn khắp chiến hồn đại lục, nếu như sở gia tự xưng luyện dược thứ hai thì không ai dám nói mình luyện dược hạng nhất. Tiêu Phàm chính là muốn đánh nát kiêu ngạo của bọn hắn, cho nên vô luận tu vi hay là luyện dược, hắn đều muốn đánh bại sở gia. Hắn muốn nói cho sở gia, cha tấn cha mẹ hắn sẽ phải trả đại giới nhất định. Đương nhiên, Tiêu Phàm làm như vậy một mục tiêu khác chính là đem sự tình làm lớn chuyện, sở Vân Phi bọn hắn vì bận tâm mặt mũi nên sẽ không âm thầm ứng phó bản thân. Chỉ cần trước khi vạn thánh dược điển kết thúc tìm ra cha mẹ mình, đến thời điểm đó hắn liền có thể rời khỏi cổ thành sở gia, trời cao mặc chim bay, sở gia có thể làm gì được hắn. Ngươi rất tốt, sở Vân Phi dữ tợn, hắn tới đây vốn là vì giết Tiêu Phàm, nhưng hiện tại sự tình đã vượt qua hắn khống chế. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, hắn đang chờ đợi người sở gia ứng chiến, đồng thời một bên thi triển bất hủ lĩnh vực khôi phục thân thể. Khiêu chiến cả tòa cổ thành sở gia, Tiêu Phàm cũng không dám khinh địch, hắn nhất định phải đem trạng thái bản thân điều tiết đến tốt nhất. Cổ thành sở gia ta ứng chiến, sở Vân Phi sát khí nặng nề nói, sau đó liếc nhìn lấy bốn phía, vận chuyển hồn lực nói, người cổ thành sở gia ở đâu, có ai dám ứng chiến không? Có gì không dám? Từng đợt tiếng hét to vang lên, chỉ một thoáng, lần lượt từng bóng người đạp không mà lên, vẻn vẹn mấy tức thời gian, hư không liền răng đầy vô số người, tất cả đều phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm đã không biết chết bao nhiêu lần. Xa luân chiến sao, Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, bất quá trong lòng cũng có chút không bình tĩnh, bởi vì trong số những người này, số lượng chiến thánh cảnh trung kỳ cũng không ít. Thậm chí còn có một hai chiến thánh hậu kỳ. Đừng nói người cổ thành sở ra ta khi dễ ngươi, vô luận đấu thực lực hay là đấu luyện dược, sở ra đều chỉ ra ba người, ba ván thắng hai, nửa đường cho ngươi một canh giờ nghỉ ngơi. Sở Vân Phi một mặt ngạo khí, hắn cũng là một kẻ không nhận thua. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Tiêu Phàm uể oải hồi đáp, cười tủm tỉm nhìn sở Vân Phi. Hắn tự nhiên biết rõ sở Vân Phi có chút không phục. Bởi vì sở Vân Phi tuổi tác đã vượt qua 24 tuổi, cho nên hắn là không có khả năng tham gia đánh một trận. Hừ, sở Vân Phi hừ lạnh một tiếng, sau đó trong đám người đi lại, sau nửa ngày, sở Vân Phi tuyển ra 6 người, 4 nam 2 nữ, khí tức trên thân mỗi người đều vô cùng đáng sợ. Lấy thực lực Tiêu Phàm tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tu vi những người này, hai chiến thánh hậu kỳ, hai chiến thánh trung kỳ, hai chiến thánh sơ kỳ, đội hình xác thực vô cùng cường đại. Mấy người song song đứng đối diện Tiêu Phàm, mấy cỗ khí tức cường đại xông thẳng về Tiêu Phàm. Giống, đột nhiên, tiểu kim trên bờ vai Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, nổi giận gầm lên một tiếng, phẫn nộ nhìn chằm chằm bốn nam hai nữ đối diện. Ngủ tiếp đi, ta có thể giải quyết. Tiêu Phàm sờ sờ đầu tiểu kim, dù là vừa nãy hắn cùng với sở Vân Phi chiến đấu, tiểu kim đều không có tỉnh lại. Mà hiện tại, tiểu kim cũng cảm thụ đến một cỗ áp lực nhàn nhạt, cho nên mới tỉnh. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, sắc mặt sở Vân Phi khó coi, vừa nãy hắn cùng với Tiêu Phàm chiến đấu, hắn cũng không có nhìn thấy tiểu kim tỉnh lại, chiếu theo ý tứ Tiêu Phàm há không phải bởi vì Tiêu Phàm có thể giải quyết bản thân cho nên nó mới không để ý tới. Ngươi có khẩu khí thật đúng là không nhỏ, nếu ngươi thua thì phải như thế nào? Sở Vân Phi giận dữ nói, quỳ gối bên dưới thiên thánh lâu ba ngày ba đêm, hô to ta sai, như thế nào?
Có thể. Tiêu Phàm gật đầu, nếu như ta thắng, Sở Vân Phi ngươi phải chăng cũng nguyện ý quỷ gối bên dưới Thiên Thánh Lâu 3 ngày 3 đêm, hô to cổ tộc Sở gia không mạnh như vậy, như thế nào? Ngươi, Sở Vân Phi hai mắt huyết hồng hiện ra sát mang, cắn răng nói, có thể. Nói miệng không có bằng chứng, giấy trắng mực đen là tốt nhất. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh nói. Như ngươi mong muốn, Sở Vân Phi âm thanh lạnh lùng nói, hắn ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền có người mang hiệp định đến, Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng đều ký tên đồng ý. Sở Vân Bắc nguyên bản muốn ngăn cản, bất quá vừa nghĩ tới thái độ Sở Vân Phi đối với hắn, hắn liền dứt khoát ngậm miệng không nói, hắn cũng biết rõ lúc này hắn nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm nói đã kích động thần kinh tu sĩ toàn thành, việc này đã không phải một mình hắn có thể ngăn cản. Yêu cầu của ngươi đều xong, bây giờ có thể bắt đầu. Sở Vân Phi hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm dẫm ở dưới chân, để hắn chính miệng nhận sai bên dưới Thiên Thánh Lâu. Tự nhiên có thể. Khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, tựa như âm mưu đạt được. Sau đó ánh mắt lại quét 4 nam 2 nữ một cái, cười nhạt nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Bên trong 6 người bọn hắn có 2 người tuổi tác đã vượt qua 28 tuổi, đừng tưởng ta là đứa bé 3 tuổi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt một thanh niên cùng một nữ tử trong đó chớp lên, trong mắt những người khác lại là vẻ kinh ngạc, sau đó biến thành phẫn nộ, cho rằng Tiêu Phàm hung hăng càn quấy. Ngươi thực coi mình là thần à, có thể một cái nhìn ra tuổi tác người khác. Sở Vân Phi mặt coi thường nói, ta không phải thần, nếu như ta là thần. Đoán chừng ngươi không có dũng khí nói chuyện cùng ta. Tiêu Phàm thập phần chân thành nói. Sắc mặt Sở Vân Phi kìm nén đến đỏ bừng, quả thực là một lời cũng không dám phản bác, nếu như Tiêu Phàm là thần, còn chỗ nào đến phiên hắn trước mặt Tiêu Phàm phách lối như thế. Bất quá, ta không chỉ là một luyện dược sư mà còn là một bác sĩ, xác nhận tuổi tác một người cũng không phải quá khó khăn. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, cũng tỉ như Sở Vân Phi ngươi năm nay hẳn là 24 tuổi rưỡi, nếu như da mặt ngươi dày một chút, ngươi có thể đi ra đánh với ta một trận mà không cần lựa chọn người khác. Cả tòa cổ thành Sở gia biết rõ tuổi tác ta không ít, ngươi biết rõ cũng không tính là lạ đi. Sở Vân Phi vẫn khinh thường nói. Những người khác cũng như thế, bọn hắn không tin Tiêu Phàm nhìn người một cái liền có thể đánh giá ra tuổi tác, nếu như thế thì cũng quá yêu nghiệt. Ta đối với ngươi không bất cứ hứng thú gì, các ngươi có tin ta hay không cũng không quan tâm, nhưng kiếm mỗ cũng không phải mặc người nhào nặn. Tiêu Phàm thần sắc cũng chậm chậm biến băng lạnh, trong lòng cười lạnh nói, nhìn đến ta nếu không bộc lộ tài năng, thật đúng cho là ta dễ ức hiếp, đáng tiếc, thế giới này có vẻ như cũng không biết có cốt linh nói chuyện. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn chằm chằm 6 người đối diện nói, bên trong 6 người bọn hắn. 2 chiến thánh hậu kỳ đều trong khoảng 28 tuổi đến 29 tuổi. Vừa dứt lời, rất nhiều người ánh mắt liền bắt đầu liếc nhìn mấy người kia cùng Tiêu Phàm. Ngươi nếu sợ thua, hiện tại nhận thua còn kịp, chỉ cần ngươi quỳ 1 ngày 1 đêm, cho ngươi giảm bớt 2 ngày 2 đêm. Ta xem cũng được, tiểu tử này thật đúng là càng ngày càng cuồng, xem như thần cũng chưa chắc biết rõ tuổi tác người khác, tưởng là suy đoán lung tung liền có thể đoán đúng. Tiểu tử này là đang cố ý kiếm chút cảm giác tồn tại đi, Sở đại thiếu nếu là kẻ lòng dạ hẹp hòi, đoán chừng đã sớm trực tiếp toàn lực giết chết hắn nha. Tiêu Phàm vừa nói ra, rất nhiều người lộ ra vẻ khinh thường, không ít người càng phẫn nộ trào phúng lên. Bất quá, sắc mặt 6 thanh niên nam nữ đối diện Tiêu Phàm lại chẳng tốt đẹp gì, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm tất cả đều tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Mấy người nhìn nhau, cũng nhìn ra ý tứ trong lòng đối phương. Sở Vân Phi nhìn thấy thần sắc 6 người, lông mày vặn thành chữ xuyên, trầm giọng nói, hắn nói đúng. Theo Sở Vân Phi, Tiêu Phàm chỉ là đoán được mà thôi, nhưng 6 người lại không nghĩ như vậy, bởi vì Tiêu Phàm đều có thể xác định nửa tuổi, việc này sao có thể là đoán được. 6 người gật gật đầu, 2 thanh niên nam nữ vượt qua 28 tuổi sắc mặt đỏ bừng vô cùng, bọn hắn chỉ muốn giáo huấn Tiêu Phàm một cái, cho nên căn bản không có quan tâm cái gọi là tuổi tác. Bọn hắn nhìn đến, Tiêu Phàm cũng khẳng định nhìn không ra số tuổi thật của bọn hắn. Đều nói đúng, Sở Vân Bắc kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cùng lúc đó, những tu sĩ trào phúng Tiêu Phàm đều ngậm miệng không nói, trên mặt có cảm giác nóng bỏng. Còn chưa cút xuống dưới, ở nơi này làm mất mặt xấu hổ. Sở Vân Phi phẫn nộ quát,
Hai thanh niên nam nữ 28 tuổi bị dọa phát sợ, vội vàng hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh biến mất bên trong đám người. Không biết còn coi là bọn họ là cố ý phối hợp với Tiêu Phàm, hung hăng đánh mặt một đám tu sĩ cổ thành Sở gia. Kỳ thật Sở Vân Phi cũng không phải là thực nổi giận, bọn hắn có thể vì cổ thành Sở gia suy nghĩ, trong lòng Sở Vân Phi vẫn rất vui vẻ, hắn làm như vậy cũng chỉ là làm một chút bộ dáng cho Tiêu Phàm nhìn mà thôi. Kiếm Hồng Trần, người thật có thể nhìn ra tuổi tác người khác. Sở Vân Phi không tin nhìn Tiêu Phàm nói, hắn vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm có loại năng lực này. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, gật đầu nói, chỉ xem bề ngoài một người tự nhiên nhìn không ra, bất quá mỗi người trừ tuổi tác còn có tuổi tác xương cốt, ta xưng là cốt linh. Cốt linh là sẽ không gạt người, có chút hồn giới hoặc là cấm chế chỉ có người đặc biệt mới có thể đi vào, chính là căn cứ cốt linh đến thiết chí. Sở Vân Phi lại lộ ra bộ dáng đăm chiêu, hắn cũng không biết phản bác Tiêu Phàm như thế nào. Còn mời tiểu hữu cho lão hủ giải thích, cốt linh rốt cuộc là phân chia như thế nào. Đột nhiên, một đạo thanh âm hơi có vẻ khàn khàn vang lên, Tiêu Phàm cách đó không xa, bỗng nhiên nhiều thêm một đạo thân ảnh áo đen. Đó là một hắc bào lão giả bẩn thỉu, sợi tóc kết thành cục, rất lâu đều không có tẩy qua, hơn nữa áo bào bị phá toái không chịu nổi, trên người tản ra mùi thối nồng đậm, liền giống như một tên ăn mày. Đột nhiên một người nhảy ra, kém chút đem Tiêu Phàm giật mình, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy hắc bào lão giả kia ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, trong mắt lộ ra dục vọng mãnh liệt muốn biết. Kia không phải các chủ thần dược các à, lão nhân gia này vậy mà cũng tới. Đám người trong nháy mắt nhận ra thân phận hắc bào lão giả kia. Vân Phi bái kiến đại trưởng lão. Sở Vân Phi cũng vội vàng hướng về hắc bào lão giả hơi hơi thi lễ nói. Ở trong mắt người khác, hắc bào lão giả chỉ là các chủ thần dược các, nhưng Sở Vân Phi biết rõ hắn cũng là Sở gia đại trưởng lão, liền phụ thân hắn đều cho mấy phần mặt mũi. Sở Vân Phi thực sự nghĩ không ra, lão gia hỏa này không phải hàng năm bế quan nghiên cứu đan dược à, đột nhiên đến nơi này làm cái gì. Nhưng mà hắc bào lão giả lại tựa như căn bản không có nghe Sở Vân Phi nói, trong mắt của hắn chỉ có Tiêu Phàm, hắn chỉ muốn từ hắn Tiêu Phàm trong miệng đạt được đáp án hắn muốn. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, áo bào đen lão đầu dơ giấy này lại là thần dược các chủ, đại trưởng lão Sở gia. Sở gia cùng hắn là cửu nhân, bản thân tất yếu đem phương pháp này giao cho bọn hắn sao? Còn mời tiểu hữu vì lão hủ giải thích, tính ra lão hủ thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Hắc bào lão giả đại trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm có chút do dự, vội vàng ném ra dụ hoặc. Tiểu tử này thật đúng là vận khí tốt, vậy mà được các chủ đại nhân yêu ái. Đám người trong lòng giận mắng không thôi, rất nhiều người biết rõ tính tình các chủ đại nhân quái đản, có thể làm cho hắn thiếu một cái nhân tình là phi thường khó. Nhân tình Sở gia đại trưởng lão ít nhiều cũng có chút tác dụng đi. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, sau đó nói ra tốt, ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá chỉ có ngươi biết được. Dứt lời, Tiêu Phàm liền đem phương pháp phân biệt cốt linh nói cho đại trưởng lão, ánh mắt đại trưởng lão tỏa sáng tựa như sáng tỏ thông suốt. Đa tạ tiểu hữu, giúp lão hủ lý giải vấn đề nghiên cứu khó trong 10 năm nay. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, thân hình lóe lên liền tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, chỉ có hồi âm quanh quẩn tại hư không. Lại đi rồi, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao mình cũng không thua thiệt cái gì, đại trưởng lão biết thì như thế nào. Bọn Sở Vân Phi không biết phân biệt cốt linh như thế nào. Trong lòng cảm giác rất khó chịu, lúc này hắn lại tìm đến một nam một nữ, thay thế hai người trước đó. Bây giờ có thể bắt đầu chưa? Sở Vân Phi thập phần khó chịu nói ra. Không vội, trước nói một chút quy tắc giao đấu. Sắc mặt Tiêu Phàm cực kỳ bình tĩnh, hiện tại những người cổ thành Sở gia này đang giận, muốn liều mạng đến nhưng không phải dễ dàng có thể chiến thắng như vậy, dù sao hắn chỉ là vừa mới đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ mà thôi. Nói. Sở Vân Phi đã hơi không kiên nhẫn. Trước so thực lực, sau so luyện dược, thực lực dễ nói, ba ván thắng hai thì thắng, về phần luyện dược. Tiêu Phàm không vội không chậm nói ra, ý hắn rất rõ ràng, quy củ luyện dược tùy tiện các ngươi định. Không thể không nói, Tiêu Phàm đối với bản thân luyện dược chi thuật vẫn cực kỳ tự tin. Vạn Thánh Dược Điển sắp đến, trong đó vòng thứ nhất cùng phân biệt dược tài có không ít quan hệ.
chúng ta giao đấu cũng coi như làm nóng người, phân biệt dược tài có thể tính một ván. Sở Vân Phi cười nhạt nói. Có thể, tiếp tục. Tiêu Phàm thủ thế mời. Nhìn thấy Tiêu Phàm để bản thân tùy ý quyết định quy củ, trong lòng Sở Vân Phi cũng có chút bận tâm, chẳng lẽ tiểu tử này thực mạnh như vậy hay là hắn giả bộ? Cơ sở nhất của một luyện dược sư vẫn là thuật chế thuốc, ván giao đấu thứ hai liền so luyện đan, hơn nữa còn so tốc độ luyện đan. Sở Vân Phi nói ra, bên trong 6 người này có một người hắn biết, tốc độ luyện dược vô cùng nhanh. Được, vậy liền luyện một viên bát phẩm đan dược đỉnh cấp đi, trong thời gian một nén nhang ai luyện chế thành công trước coi như thắng. Tiêu Phàm không mặn không nhạt nói. Thời gian một nén nhang luyện chế một viên bát phẩm đan dược đỉnh cấp, người xác định. Sở Vân Phi cũng bị khẩu khí Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, hắn hiển nhiên không tin Tiêu Phàm có thể trong thời gian một nén nhang luyện chế bát phẩm đan dược đỉnh cấp. Dư quang quét về phía 6 người, nhìn thấy một người trong đó gật đầu, Sở Vân Phi lúc này mới buông lỏng một hơi, nói, người đã không sợ, Sở gia ta thân làm luyện dược thế gia ngàn năm cũng không sợ. Không cần nói Sở gia ta khi dễ ngươi, quy củ ván thứ 3 cho ngươi định. Sở đại thiếu thật đúng là rộng lượng. Như thế vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ván thứ 3, ta đưa ra một khỏa đan dược, để đối phương phân tích thành phần đan dược, đơn giản như vậy, không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Được, chúng ta sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, đợi ngươi đến bên dưới Thiên Thánh lâu quỷ 3 ngày 3 đêm. Sở Vân Phi một mặt ngạo nghễ nói. Vậy liền rửa mắt mà đợi a. Tiêu Phàm đạm nhiên nói ra. Sắc mặt Tiêu Phàm đạm nhiên nhìn 3 người đối diện, hắn vừa mới đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ, vừa vặn cần chiến đấu để xác minh sở ngộ trong lòng. Trước đó trong trận đánh với Sở Vân Phi thu hoạch mặc dù không tệ nhưng Tiêu Phàm cũng không ý lại chiến đấu thêm mấy trận. Thứ nhất có thể tìm tay chân miễn phí, vững chắc tu vi bản thân, thứ hai có thể đánh mặt Sở gia, Tiêu Phàm cớ sao mà không làm. Ai tới trước, Tiêu Phàm nhìn thấy 3 người bất phi sở động, mở miệng khiêu khích nói. Ta tới, trong đó, một bạch bào thanh niên gầm thét một tiếng, trong tay đột nhiên có một chuôi trường kiếm, người không động, một đạo thần hồng phá toái hư không, thẳng đến Tiêu Phàm. Thiên địa phong thế, Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, người lĩnh ngộ thiên địa chi phong thế, công kích và tốc độ là cường hạng, Sở Vân Phi lựa chọn người này, nghĩ đến cũng có đạo lý. Mặc dù Tiêu Phàm không có lĩnh ngộ thiên địa phong thế, nhưng hắn lĩnh ngộ thiên địa sát thế. Công kích và tốc độ cũng đồng dạng là cường hạng của hắn. Đạo thần hồng kia nhìn như rất nhanh nhưng ở trong con ngươi Tiêu Phàm cũng vẫn chậm, lúc thần hồng sắp tới gần Tiêu Phàm, thân thể hắn đột nhiên nhẹ nhàng khẽ động, vừa lúc tránh thoát đạo công kích kia. Chết đi, thân thể bạch bào thanh niên theo vào, một đạo hàn quang từ trong mắt Tiêu Phàm lóe qua, Tiêu Phàm đột nhiên nhẹ nhàng nâng trường kiếm trong tay lên. Bang, hai kiếm kịch liệt đâm vào cùng một chỗ. Phát ra âm thanh chiến minh thanh thúy, đốm lửa bắn tứ tung trong hư không, tốc độ bạch bào thanh niên xác thực rất nhanh, trên bầu trời đâu đâu cũng có kiếm ảnh hắn. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, mỗi một chiêu đều rất bình thường, không có bất kỳ cuốn hút, cũng không có ẩn chứa bất luận thiên địa chi thế, nhưng quanh người hắn lại kín không kẽ hở, kiếm khí đối phương đều không thể xuyên thấu phòng ngự. Tốc độ bạch bào thanh niên càng ngày càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Sau lưng hắn còn hiện ra một đạo bóng đen to lớn. Đó là một đầu cửu giai hồn thú, Tiêu Phàm cho bạch bào thanh niên áp lực rất lớn, hắn không thể không triệu hồi ra chiến hồn của mình. Hắn không biết là khi hắn triệu hồi ra chiến hồn liền nói rõ hắn đã bại, hơn nữa bị bại thập phần triệt để. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm liền thở mạnh đều không thở một ngụm, hắn chỉ cầm kiếm đón đỡ, trừ cái đó ra thì cái gì cũng không làm, lại càng không cần phải nói triệu hoán chiến hồn. Thua. Sắc mặt Sở Vân Phi khó coi vô cùng, nguyên bản hắn đối với bạch bào thanh niên còn ôm một tia hy vọng, nhưng hiện tại, hắn phát hiện bản thân vẫn đánh giá Tiêu Phàm quá thấp. Tâm tư người đã loạn. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, tu la kiếm trong tay đột nhiên vung lên, trực tiếp chém về phía ngực bạch bào thanh niên. Bạch bào thanh niên thấy thế sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn trước tiên nghĩ đến cũng không phải là ngăn cản, mà là chạy trốn. Đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản không cho hắn cơ hội, chẳng qua là khi kiếm phong sắp tới gần thì đột nhiên chuyển, dùng thân tu la kiếm quất vào trên người bạch bào thanh niên. Trong miệng bạch bào thanh niên phun ra mấy ngụm máu tươi,
kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cả kinh kêu lên, ta không chết. Tiếp tục không, Tiêu Phàm đạm mạc liếc hắn một cái, nếu như hắn muốn giết người, căn bản không cần đợi đến hiện tại, hắn chỉ là mượn nhờ thực lực bạch bào thanh niên đến ma luyện sự sắc bén của mình mà thôi. Ta không phải đối thủ của ngươi. Sau khi chết đi sống lại, bạch bào thanh niên cắn răng nói. Vậy kế tiếp, Tiêu Phàm không buồn không vui nói. Ngươi không cần nghỉ ngơi một canh giờ sao? Đến thời điểm đó đừng trách chúng ta xa luân chiến. Sở Vân Phi trầm giọng nói, mặc dù hắn biết rõ coi như xa luân chiến, Tiêu Phàm đánh bại ba người cũng không khó, nhưng hắn vẫn không muốn thua trận. Ngươi cảm thấy bọn hắn xa luân chiến đối với ngươi hữu dụng không? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Sở Vân Phi nghe vậy lập tức mặt đỏ tới mang tai, nếu như hắn đối chiến ba người này cũng không sợ xa luân chiến, Tiêu Phàm ở chiến thánh cảnh trung kỳ không kém gì hắn, há lại sẽ e ngại xa luân chiến. Xa luân chiến muốn sinh ra hiệu quả vậy cũng phải có thực lực tương đương, nhưng thực lực Tiêu Phàm cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn. Hơn nữa Sở Vân Phi phát hiện, theo thời gian đưa đẩy, khí tức táo bạo trên người Tiêu Phàm càng ngày càng bình ổn. Hiện tại xem xét Tiêu Phàm đã hoàn toàn không giống một chiến thánh cảnh trung kỳ vừa mới đột phá. Ngươi là cố ý khích chúng ta. Sở Vân Phi mở chừng hai mắt, nếu như hiện tại hắn còn nhìn không ra thì thật đúng là kẻ ngu. Từ khi vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm chính là cố ý khích giận bọn hắn, sau đó để người Sở ra ứng phó hắn, vừa vặn rèn luyện cảnh giới, đáng tiếc hiện tại Sở Vân Phi biết rõ thì đã trễ. Khóe miệng Tiêu Phàm hơi dương lên. Sau đó nhìn về phía hai người khác, các ngươi cùng lên đi, các ngươi thắng, coi như ta thua. Các ngươi cùng tiến lên, Sở Vân Phi khẽ cắn môi, Tiêu Phàm muốn tìm người luận bàn, mà hắn lại muốn thay cổ thành Sở ra tìm về mặt mũi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cuồng vọng, hai người còn lại từ hai bên vây quanh Tiêu Phàm ở trung ương, trong đó một hắc bào nam tử còn có một nữ tử váy trắng, hai người đều là chiến thánh cảnh trung kỳ. Cuồng vọng hay không cuồng vọng? Không phải các ngươi nói, hy vọng các ngươi có thể mang cho ta một chút áp lực. Tiêu Phàm mang bộ dáng ông cụ non, ở trước mặt hai chiến thánh cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm thật đúng là không cần thiết cuồng vọng. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, đôi thanh niên nam nữ triệt để phẫn nộ, bên trong cùng tuổi một đời bọn hắn cũng coi là người nổi bật, nhưng mà Tiêu Phàm không nhìn bọn hắn, việc này khiến hai người phẫn nộ tới cực điểm. Ngươi chỉ là một kẻ ngoại lai mà thôi, có mạnh hơn thì có thể mạnh hơn ai? Hai người đồng thời động thủ, kiếm khí cùng đao mang tập trung vào Tiêu Phàm, tốc độ xuất thủ rất nhanh, hơn nữa góc độ xảo trá, phối hợp cực kỳ ăn ý. Lực lượng thiên địa hỏa diễm nóng rực cùng thiên địa băng tuyết lạnh lẽo từ hai bên vây công Tiêu Phàm, hai loại lực lượng trùng kích phong bạo cực kỳ mãnh liệt, loại cảm giác này thật đúng là vô cùng khó chịu. Vừa lên đến nơi, Tiêu Phàm liền bị hai người áp chế hạ phong, cơ hồ chỉ có lực phòng thủ. Còn không thi triển lĩnh vực chi lực sao? Nữ tử váy trắng cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Phàm hoàn toàn tự cho là đúng, quá không coi ai ra gì. Không cho hắn cơ hội phản kháng, hai người chúng ta liên thủ, coi như chiến thánh hậu kỳ đều không sợ huống chi là hắn. Chúng ta liền hảo hảo nói cho hắn biết cái gì gọi là thực lực. Khuôn mặt nam tử hắc sắc trang phục lạnh lùng, lực lượng trên người lần nữa tăng vọt mấy phần. Băng đống thiên xích. Song tương lĩnh vực, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, sau đó khởi xướng công kích đối với Tiêu Phàm, bên trong hư không có một bên là băng tuyết khủng bố, một bên là dung nham cực nóng. Hai cỗ lực lượng không ngừng đánh thẳng vào, đem Tiêu Phàm áp chế ở trung ương, muốn đem hắn triệt để hủy diệt. Diệt kẻ không coi ai ra gì, để hắn biết rõ trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Người cổ thành Sở ra cũng kích động dị thường. Đánh chó mù đường ai cũng biết. Huống chi Tiêu Phàm cũng xác thực chọc giận người cổ thành Sở ra, bọn hắn ước gì lập tức giết chết Tiêu Phàm. Suy suy, đột nhiên, từng tiếng hét lớn truyền đến, bên trong lĩnh vực băng tuyết cùng dung nham tản ra một cỗ kiếm khí tuyệt thế đâm rách chư thiên, trực tiếp đem hư không xé thành hai nửa. Sắc mặt người cổ thành Sở ra đại biến, tâm thần tất cả bọn hắn đều dừng lại trên cỗ sắc bén chi khí, một sát na kia, bọn hắn cảm giác linh hồn bản thân đều bị xé nát. Đám người nghĩ không ra, Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là một chiến thánh trung kỳ, tại sao có thể xé nát hư không, chỉ có người nắm giữ thần phẩm chiến hồn mới có thể làm được như thế. Hơn nữa, Tiêu Phàm đều không có phóng xuất chiến hồn ra,
một kiếm đâm rách hư không, vậy cũng quá khủng bố rồi. Ở nơi này, phía dưới một kiếm coi như chiến thánh hậu kỳ thì như thế nào, một kiếm đều có thể nghiền sát. Kiếm đạo nhập vi, con người Sở Vân Phi hơi hơi co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm rốt cục biến sắc. Chẳng ai ngờ rằng tại thời điểm mấu chốt, Tiêu Phàm phát ra lực lượng đáng sợ như thế, dưới một kiếm này, rất nhiều tu sĩ ở đây đều cảm thấy bản thân nhỏ bé. Nhất là hai người cùng Tiêu Phàm chiến đấu, trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm giác linh hồn đều bị mở ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thiếu chút nữa thì hướng về hư không rơi xuống. Cũng may một cỗ đại lực đột nhiên nâng bọn hắn, lại là Sở Vân Phi xuất hiện ở phía trước hai người. Trận chiến này chúng ta thua. Sở Vân Phi mặc dù thập phần không cam lòng, nhưng hắn càng không muốn vi phạm hứa hẹn, nếu như một người liền dũng khí nhận thua đều không có, vậy thì cả đời này hắn cũng sẽ không lấy được bao nhiêu thành tựu. Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn nhìn Sở Vân Phi một cái, sau đó trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái nói, đây chính là kiếm đạo nhập vi sao? Lão sư năm đó chính là dựa vào kiếm đạo nhập vi bước vào chiến thánh cảnh. Trong đầu Tiêu Phàm lại hồi tưởng lại khuôn mặt Túy Ông, lão nhân mặt mũi hiền lành, liền hắn cũng không thể không thừa nhận nghị lực Túy Ông khủng bố. Rõ ràng chỉ có bát phẩm chiến hồn lại đột phá đến chiến thánh đỉnh phong, cái này không phải người bình thường có thể làm ra, cái kia cần nghị lực cùng kiên trì vô cùng. Tiêu Phàm lĩnh ngộ kiếm đạo nhập vi có thể rõ ràng cảm giác được bản thân đối với cảnh vật chung quanh nhạy cảm hơn rất nhiều, nếu có tâm dò xét, mấy trăm trượng chung quanh cũng không khó trốn qua mắt hắn. Lĩnh ngộ kiếm đạo nhập vi, nếu như lại dựa vào tu la tràng cùng bất hủ lĩnh vực, cho dù đối mặt chiến thánh hậu kỳ Sở Vân Phi, ta cũng không sợ. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn cũng buông lỏng một hơi, nếu như bộc phát ra toàn bộ lực lượng, Tiêu Phàm tin tưởng. Chỉ cần Sở gia không có chiến thần cảnh cường giả, những người khác muốn giữ lại hắn đều rất khó, điều này cũng làm cho hắn thêm một phần lực lượng. Nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới bản thân, sắc mặt Sở Vân Phi thập phần khó xử, nói, nghỉ ngơi một canh giờ, tiến hành trận thứ hai. Lần này Tiêu Phàm không có phản bác, hắn cần thời gian chỉnh lý một cái bản thân vừa mới thu hoạch, một canh giờ đối với hắn mà nói đã đủ. Đám người bốn phía nhìn về phía Tiêu Phàm rốt cục có một chút biến hóa, nguyên bản bọn hắn thập phần khinh thường thực lực Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm lại tùy tiện đánh bại thiên tài dưới 24 tuổi cao cấp nhất cổ thành Sở gia. Điều này cũng làm cho bọn hắn bắt đầu nhìn thẳng vào thực lực Tiêu Phàm, tiểu tử này có lẽ là rất ngông cuồng, nhưng quả thật có vốn liếng cuồng vọng. Coi như so đấu thực lực chúng ta không bằng hắn, nhưng về luyện dược, hắn khẳng định không phải đối thủ của chúng ta. Không sai, tu luyện cùng luyện dược mặc dù cũng không khác nhau, nhưng tu luyện nếu tốn quá nhiều thời gian thì không có khả năng có thành tựu lớn trên con đường luyện dược được, hắn tối đa cũng chính là một bát phẩm trung cấp luyện dược sư mà thôi. Hắn vừa nãy không phải nói muốn luyện chế bát phẩm đan dược đỉnh cấp sao? Chẳng lẽ hắn đang khoác lác, cho là Sở gia không ai làm được? Thời gian một nén nhang mặc dù có chút ngắn, nhưng người có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược đỉnh cấp vẫn có. Lần này nhất định phải hảo hảo áp chế uy phong hắn. Sắc mặt đám người lạnh lùng, bọn hắn đối với thực lực bản thân vẫn rất tự tin, Sở gia thân làm luyện dược thế gia, phần lớn người đều am hiểu luyện dược, mà tu luyện cũng không phải là Sở gia am hiểu nhất. Cho nên bọn hắn nhìn đến, trên thực lực, Tiêu Phàm đánh bại người cùng tuổi một đời cũng không gì đáng trách, nhưng muốn tại luyện dược đánh bại người cổ thành Sở gia, đó chẳng khác nào thiên phương dạ đàm. Một canh giờ rất nhanh liền đi qua, khí tức trên người Tiêu Phàm cũng rốt cục bình ổn xuống, trải qua mấy trận đấu, hắn cũng coi là triệt để ổn định tại chiến thánh trung kỳ. Kiếm Hồng Trần, người chuẩn bị kỹ càng chưa? Thanh âm Sở Vân Phi vang lên, mang nụ cười trên mặt vẫn thập phần tự tin. Tùy thời đều được. Tiêu Phàm vẫn là khuôn mặt bình tĩnh, tựa như trên đời này đã không có sự tình gì có thể lay động tâm hắn. Hắn có thể nhìn ra tự tin trên mặt Sở Vân Phi. Nhưng Tiêu Phàm hắn đối với thuật chế thuốc bản thân làm sao không được tự tin được. Sở Vân Phi cau mày một cái, hắn rất khó chịu bộ dáng khí định thần nhàn của Tiêu Phàm, bởi vì bản thân Sở Vân Phi biết, hắn lộ ra loại thần sắc này chính là nói rõ hắn nắm chắc phần thắng. Bình tĩnh tâm thần, Sở Vân Phi mở miệng nói ra, vòng thứ nhất, so phân biệt dược tài, vì ngăn ngừa gian lận, dược tài ở đây do tu sĩ cung cấp, hết thảy 1.000 loại. Ở đây mỗi người nhiều nhất có thể cung cấp 2 loại. Đồng thời,
mỗi một loại dược tài đều có một dãy số cố định, từ hàng thứ nhất đến 1000, người dự thi đồng thời bắt đầu phân biệt, hạn định thời gian nửa canh giờ, trong vòng nửa canh giờ phân biệt nhiều dược tài hơn thì thắng, các ngươi còn có nghi vấn gì không? Không có. Vòng thứ nhất cổ thành Sở Gia xuất chiến là một bạch y nữ tử Tịnh Lệ. Tiêu Phàm nghe vậy lại cau mày một cái, nói, nếu như phân biệt sai thì sao? Có phải phân biệt được là một điểm, phân biệt sai trừ một điểm, không phân biệt được thì không trừ điểm. Đúng. Sở Vân Phi suy nghĩ một chút nói. Vậy ta không có vấn đề. Tiêu Phàm cười cười. Hắn như thế nào không biết hàm nghĩa lời Sở Vân Phi nói, nếu như vẻn vẹn thêm điểm mà không trừ điểm, đoán chừng bọn hắn sẽ ở đây kéo dài, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Vậy thì bắt đầu a. Sở Vân Phi nhìn đường đi phía dưới nói ra. Theo ánh mắt Sở Vân Phi nhìn lại, Tiêu Phàm nhìn thấy trên đường phố đang đặt rất nhiều dược tài, từ đầu này xếp tới bên kia, mỗi một loại dược tài đều có một dãy số cố định. Vừa nãy Tiêu Phàm chỉnh lý tâm đắc liền thấy Sở Vân Phi an bài, 1000 loại dược tài đúng là từ người những người vây xem lấy ra, ngược lại cũng không gian lận. Hy vọng ngươi có chút chân tài thực học, không nên khiến ta thất vọng. Bạch y nữ tử nhìn Tiêu Phàm một cái, trong mắt đều là cao ngạo cùng không chịu thua, để lại một câu nói liền hướng lấy đường phố phía dưới bay đi. Tiêu Phàm sờ mũi một cái, đắng chát cười một tiếng, hắn không nghĩ tới bản thân lại bị một nữ tử khiêu khích. Sở Hinh sư tỷ, nhất định phải thắng hắn. Sở Hinh sư tỷ, cố lên. Lúc bạch y nữ tử rơi trên đường phố, những người khác lập tức kích động kêu to. Nàng chính là thiên tài thần dược các luyện dược sư Sở Hinh. Sở Vân Bắc kinh ngạc nhìn bạch y nữ tử Sở Hinh nói. Không sai, chính là nàng, đừng nhìn nàng chỉ vừa mới đột phá chiến thánh cảnh sơ kỳ, nhưng nàng được tam trưởng lão thu làm đệ tử đích truyền đấy, vô cùng có khả năng đã trở thành bát phẩm luyện dược sư đỉnh cấp. Một bên Sở Nghiên giải thích nói, trong mắt nhìn về phía bạch y nữ tử đều là vẻ kính sợ. Lần này biểu đệ có chút phiền phức. Trong lòng Sở Vân Bắc nghĩ thầm, chẳng biết tại sao, hắn bây giờ lại không muốn Tiêu Phàm thua. Sở Hinh, bát phẩm luyện dược sư đỉnh cấp, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào bạch y nữ tử bên cạnh cách đó không xa. Nghe thấy đám người nghị luận, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia ngoài ý muốn, lúc này mới cẩn thận đánh giá bạch y nữ tử Sở Hinh. Một bộ áo trắng cũng không có cái gì đặc biệt khác, hơn nữa tuy nàng không có dung nhan tuyệt thế nhưng khuôn mặt lại coi như nén lòng mà nhìn. Miễn cưỡng được cho là tinh xảo. Nàng có vòng eo tinh tế, tứ chi thon dài, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tóc xanh múa may theo gió, che khuất cái trán trơn bóng, cả người vô hình tản mát ra một loại khí chất cao ngạo. Đăng đồ tử, ta móc ngươi mắt, Sở Hinh lạnh lùng trừng Tiêu Phàm một cái. Ngươi gọi ta không phải tên là Đăng đồ tử, ta tên Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Sau đó thần sắc bỗng lạnh lẽo nói, đừng hơi một tí liền muốn móc mắt người, nói thật, nhìn ngươi thì ta cũng không có hứng thú. Hừ, nguyên bản còn muốn chừa cho ngươi chút thể diện, nhưng hiện tại, ta muốn để ngươi thua triệt để. Sở Hinh phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, cắn răng nói. Tự cho là đúng. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, nếu như ngươi có thực lực này, ta cũng không để ý. Hiện tại bắt đầu tính thời gian, ván đầu tiên bắt đầu. Cũng đúng lúc này, thanh âm Sở Vân Phi vang lên. Sở Vân Phi vừa dứt lời, hai người Tiêu Phàm cùng Sở Hinh đồng thời thu hồi tâm thần. Bị người hiểu lầm nhưng Tiêu Phàm cũng lười giải thích, đương nhiên cũng không cần đi giải thích. Lúc trước tiểu ma nữ không phải hiểu lầm hắn như thế này à, Tiêu Phàm cũng sớm đã quen, huống chi Sở Hinh không chút quan hệ nào. Hồn lực Sở Hinh thẩm thấu bao phủ những dược tài, bắt đầu phân biệt từng cái, trong tay cầm giấy bút nhanh chóng viết lên. Ngay từ đầu còn tương đối thông thuận, những dược tài kia nhìn một chút liền có thể nhận ra, bất quá theo thời gian trôi qua tốc độ Sở Hinh ngày càng chậm xuống. Mà Tiêu Phàm lại duy trì tốc độ đều đặn, tốc độ của hắn không nhanh nhưng cũng không chậm, bất quá so với Sở Hinh, Tiêu Phàm lại chậm không ít. Lúc Sở Hinh kết thúc, Tiêu Phàm mới đi tới giữa, bất quá bộ dáng hắn hành tẩu hết sức cổ quái, không có cố ý đi xem một loại dược tài, vẻn vẹn quét mắt một vòng liền ghi lại ở trên giấy. Không ít người nhìn về phía Tiêu Phàm lộ ra vẻ khinh bỉ, tốc độ như vậy, coi như Sở Hinh xuất ra một nửa, Tiêu Phàm cũng không thể thắng được. Nhìn thấy Tiêu Phàm tốc độ chậm như thế,
trong mắt Sở Hinh cũng lộ ra một tia khinh thường, bất quá nàng rất nhanh liền tiếp tục đắm chìm trong việc phân biệt dược tài. 1000 loại dược tài chia làm thành 10 hàng, mỗi một hàng đều có 100 loại, muốn trong vòng nửa canh giờ đem 1000 loại dược tài phân biệt cũng không dễ dàng gì. Lúc Sở Hinh chuyển hướng hàng thứ 3, Tiêu Phàm đột nhiên nhảy qua hàng thứ 2, trực tiếp xuất hiện ở giữa hàng thứ 3 cùng hàng thứ 4, bắt đầu tiếp tục phân biệt. Hừ, quả nhiên là một đăng đồ tử, cho là đi theo bản tiểu thư liền sẽ liếc ngươi nhiều thêm ư. Sở Hinh thấp giọng phẫn nộ quát. Đi theo ngươi, Tiêu Phàm kinh ngạc, thiên tài luyện dược sư Sở Hinh này thật đúng là không phải tự luyến bình thường, hắn cũng lười giải thích, tiếp tục tiến lên. Tiêu Phàm không giảm tốc độ, mà tốc độ Sở Hinh lại rõ ràng chậm xuống, đương nhiên cũng nhanh hơn Tiêu Phàm 1/3. Theo thời gian trôi qua, đám người cũng khẩn trương lên, 1/4 canh giờ rất nhanh đã qua, Sở Hinh cũng đã đi đến hàng thứ 6. Nếu tốc độ cứ như vậy, nàng thật có khả năng trong vòng nửa canh giờ hoàn thành phân biệt 1000 loại dược tài. Mà Tiêu Phàm lại trực tiếp nhảy qua hàng thứ 2, hàng thứ 4, trực tiếp xuất hiện ở giữa hàng thứ 5 và hàng thứ 6. Mọi người không hiểu cử động của Tiêu Phàm, không biết hắn đang chơi đùa cái gì, bất quá đại bộ phận cho rằng Tiêu Phàm chỉ phân biệt ra một nửa bỏ một nửa. Còn thời gian một chén trà cuối cùng. Sở Vân Phi nhìn thời gian một chút, lớn tiếng nhắc nhở hai người. Ha ha, Sở Hinh tiểu thư đã phân biệt ra hơn 700 loại, tiểu tử kia phân biệt một hàng lại nhảy qua một hàng, hiện tại có vẻ như mới hơn 400 loại, lần này chúng ta thắng chắc. Chỉ cần thêm ván tiếp theo chúng ta liền thắng, ta ngược lại rất chờ mong hắn quỳ gối trước mặt Thiên Thánh Lâu, hô to ta sai. Ai bảo hắn phách lối như thế, nếu ta là Sở Đại Thiếu đã trực tiếp làm thịt hắn, chỗ nào cùng hắn lãng phí thời gian dài như vậy. Rất nhiều người đã cao hứng bừng bừng kêu lên, thân làm người cổ thành Sở gia, nội tâm bọn hắn có một phần kiêu ngạo người cổ thành, không cho phép kẻ ngoại lai chà đạp. Đáng tiếc, bọn hắn không biết, Sở Vân Phi kiêu ngạo không biết so với bọn hắn mạnh gấp bao nhiêu lần, hắn rất muốn giết Tiêu Phàm nhưng hắn càng muốn quang minh chính đại đánh bại Tiêu Phàm. Vô luận là thực lực hay là luyện dược, hắn muốn để thế nhân biết rõ, người dám vũ nhục cổ thành Sở gia đều phải thua. Cho nên Sở Vân Phi sẽ không dễ dàng giết chết Tiêu Phàm, coi như giết chết Tiêu Phàm cũng phải chờ Tiêu Phàm thua, Sở Vân Phi không biết là trong lòng hắn đã coi Tiêu Phàm là một đối thủ. Nhị thiếu chủ thật sẽ thua. Sắc mặt Dịch Bằng có chút tái nhợt, nếu như Tiêu Phàm thua, đến thời điểm tra được Dịch Bằng hắn và gia tộc của hắn cũng chịu xui xẻo. Mặc dù thực lực Tiêu Phàm mang cho hắn rất nhiều chấn kinh, nhưng hắn chưa bao giờ thấy trình độ Tiêu Phàm luyện dược a. Ta làm sao biết được? Sở Vân Bắc lắc đầu, sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn, hắn chỉ biết Tiêu Phàm là một bát phẩm trung cấp luyện dược sư, nhưng Sở Hinh có thể là bát phẩm đỉnh cấp, thậm chí cửu phẩm, hoàn toàn không cùng một cấp độ. Tiêu Phàm thua, nếu như chỉ là quỳ thì cũng không sao cả, lấy hiểu biết về Sở Vân Phi, đến thời điểm đó nhất định sẽ giết chết Tiêu Phàm vừa chết, chủng ma chi thuật bên trong hắn còn có thể sống sao? Đã đến giờ. Đột nhiên, thanh âm Sở Vân Phi hét to vang lên, trên mặt hiện lên ý cười nhạt. Vừa kịp, bút trong tay Tiêu Phàm nhẹ nhàng dừng lại, cũng buông lỏng một hơi, nhìn kỹ trên trán Tiêu Phàm cũng chảy ra không ít mồ hôi. Vừa kịp phân biệt 500 loại, tu sĩ cổ thành Sở gia cách đó khá gần châm chọc nói, bọn hắn nhìn đến ván này bọn hắn đã thắng. Giờ phút này bọn hắn chỉ muốn đánh bại Tiêu Phàm, lại hoàn toàn không nghĩ tới. Nếu như bọn hắn thua thì mất mặt sẽ là cả tòa cổ thành Sở gia. Sở Hinh, Kiếm Hồng Trần, mấy vị này là mấy vị trưởng lão ta mời đến từ thần dược các, bọn hắn cũng đã phân biệt ra 1000 loại dược tài, đem đáp án các ngươi giao lên. Sở Vân Phi hài lòng nhìn Sở Hinh một cái. Ta hết thảy phân biệt được 816 loại dược tài. Sở Hinh nghiễm nhiên cười một tiếng, vội vàng đem đáp án trong tay đưa cho Sở Vân Phi. Rất tốt. Sở Vân Phi mị mị hai mắt, lúc tiếp nhận đáp án còn nhẹ chạm tay Sở Hinh một cái. Đa tạ đại thiếu khích lệ. Sở Hinh khẽ khom người, nàng như thế nào không biết ý tứ trong lòng Sở Vân Phi đây, nếu như có thể được Sở Vân Phi ưu ái, địa vị nàng tự nhiên cũng như nước lên thì thuyền lên. Đừng nhìn nàng bây giờ được Sở gia tam trưởng lão thu làm đệ tử, nhưng địa vị tại Sở gia vẫn không thể so sánh cùng Sở Vân Phi, cho dù là sư tôn nàng cũng không bằng Sở Vân Phi.
những trưởng lão Sở gia kia đoán chừng cũng chỉ có đại trưởng lão dám không nhìn Sở Vân Phi, bởi vì đại trưởng lão nắm trong tay thần dược các, địa vị chỉ thấp hơn phụ thân Sở Lăng Tiêu hắn. Về phần các trưởng lão khác, địa vị tối đa cũng cùng cấp với Sở Vân Phi hắn, cho nên cho dù là nhị trưởng lão nhìn thấy Sở Vân Phi cũng phải khách khí, lại càng không cần phải nói tam trưởng lão sư tôn Sở Hinh. Một đôi cầu nam nữ. Tiêu Phàm thầm mắng trong lòng, đối với hình ảnh Sở Hinh giảm bớt đi nhiều, hơn nữa hắn không nghĩ tới Sở Vân Phi lại còn là cao thủ tình trường. Kiếm Hồng Trần, đáp án người đâu? Sở Vân Phi thu liếm tâm thần, lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, không biết thiên tài ngươi phân biệt ra mấy loại? Không nhiều không ít, 1000 loại dược tài. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tiện tay đem đáp án trong tay tùy ý ném cho Sở Vân Phi. 1000 loại, cũng không tệ. Sở Vân Phi một mặt ông cụ non, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, nhưng mà lời nói chưa dứt thanh âm thì nụ cười đột nhiên trong nháy mắt ngưng kết lại, cả kinh kêu lên, 1000 loại, ngươi nói ngươi phân biệt ra 1000 loại. Chẳng lẽ không cho phân biệt 1000 loại sao? Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười nói, có thể đem người Sở ra dẫm ở dưới chân, Tiêu Phàm hết sức kích động. Ách! Sở Vân Phi sặc đến không nhẹ, đành phải nhìn về phía lít nha lít nhít đáp án trong tay, run giọng nói, thực sự là 1000 loại, người vậy mà phân biệt ra toàn bộ. Cái gì, 1000 loại? Làm sao có thể? Đám người lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng bỗng nhiên rung động, còn coi là bản thân nghe lầm. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên như gió, mà rất nhiều người cổ thành Sở ra cảm giác nóng bỏng, đáp án của Tiêu Phàm tựa như một bàn tay hung hăng quất vào mặt bọn hắn. 1000 loại dược tài A, làm sao có thể trong vòng nửa canh giờ phân biệt ra toàn bộ? Đáp án không phải viết trên giấy sao? Tiêu Phàm không thèm để ý Sở Vân Phi, hữu khí vô lực nói. Không có khả năng, người rõ ràng nhảy qua năm hàng, nhiều nhất phân biệt 500 loại dược tài mới đúng. Sở Vân Phi không cam lòng, vẫn muốn giãy giụa cuối cùng. Tiêu Phàm nhìn Sở Vân Phi như nhìn thằng ngốc, chẳng lẽ bản thân liền không thể một lần phân biệt hai hàng dược tài sao? Ta biết rồi, hắn vì cái gì sẽ nhảy qua hàng thứ hai, hàng thứ tư, nguyên lai là một lần liền phân biệt ra hai hàng dược tài. Trong đám người có người hoảng sợ nói. Những người khác nghe vậy cũng đều trong nháy mắt minh bạch, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm như nhìn quái vật. Phải biết, trong toàn bộ hành trình, tốc độ của Tiêu Phàm không nhanh không chậm, cơ hồ duy trì tốc độ đều đặn, thậm chí không có dừng lại, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, Tiêu Phàm phân biệt ra 1000 loại dược tài nhất định là không có áp lực chút nào. Sở Hinh cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, lúc này nàng mới minh bạch là bọn hắn quá tự cho là đúng mà thôi, Tiêu Phàm cũng giống như nàng phân biệt từng hàng từng hàng. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không đi đường thường. Những hàng hắn nhảy qua đều bởi vì hắn đã phân biệt ra toàn bộ. Vừa nghĩ tới bản thân trước đó châm chọc Tiêu Phàm, Sở Hinh liền hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Những tu sĩ nghe được Tiêu Phàm nói, vừa kịp, cũng rốt cục hiểu rõ, Tiêu Phàm nói vừa kịp là chỉ thời gian vừa đủ để hắn phân biệt 1000 loại dược tài mà thôi. Đừng nhìn Sở Hinh phân biệt ra 800 loại dược tài, nhưng cùng 1000 loại so sánh. Cái này chênh lệch vẫn vô cùng lớn. Nghe được đám người nói, sắc mặt Sở Vân Phi trở lên khó coi, lúc này Sở Hinh đột nhiên lại nói, đại thiếu gia, phân biệt ra 1000 loại dược tài không nhất định đều đúng, ta nhớ người nào đó nói qua, sai một loại là trừ một điểm. Hinh Nhi nói không sai. Ánh mắt Sở Vân Phi sáng lên, đây hy vọng cuối cùng của bọn hắn trong vòng này, chỉ cần có thể đánh bại Tiêu Phàm vậy liền đủ rồi. Vậy thì bắt đầu đi. Có kết quả rồi nói cho ta. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh nói ra, trực tiếp hướng Thiên Thánh Lâu đi đến, hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi, Sở Vân Phi rất khó chịu khi Tiêu Phàm phách lối, hắn mới là chủ nhân cổ thành Sở gia, là Tiêu Phàm đến cổ thành Sở gia quấy rối. Đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản mặc kệ hắn, trực tiếp tiến vào Thiên Thánh Lâu. Như thế lại qua nửa canh giờ. Mấy trưởng lão thần dược các hướng về phía đáp án của Tiêu Phàm, càng xem càng kinh tâm. Vậy mà đúng toàn bộ, thậm chí ngay cả một chữ đều không sai. Một trưởng lão trong đó tay cầm phần đáp án của Tiêu Phàm hơi hơi run rẩy, trong miệng tự lẩm bẩm, như nói mê. Mấy trưởng lão khác cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn biết ván này cổ thành Sở ra bại, hơn nữa bại thập phần triệt để. Làm sao có thể?
Sở Hinh cảm giác toàn thân bất lực, kém chút ngã ngồi trên mặt đất, phân biệt dược tài chính là năng khiếu của nàng, nhưng mà hôm nay lại bị bại triệt để như vậy, làm cho nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Sắc mặt Sở Vân Phi cũng chẳng tốt đẹp gì, trong đầu hắn hồi tưởng lại câu nói Tiêu Phàm trước đó nói với hắn, sở ra căn bản không có cái gì dạy ta. Phần lớn người nghe đều cho rằng hắn phách lối không coi ai ra gì, nhưng hiện tại Sở Vân Phi biết rõ, Tiêu Phàm xác thực chỉ là đang trần thuật một sự thực mà thôi. Đám người bốn phía đang lẳng lặng chờ đợi, bọn hắn nghĩ ván này Tiêu Phàm thua chắc, bọn hắn chỉ chờ đợi tuyên bố kết quả mà thôi. Hình nhi, người xuống dưới trước, hiện tại là vòng thứ nhất mà thôi, chúng ta còn có cơ hội. Sở Vân Phi vỗ vỗ vai Sở Hinh gật đầu, chuẩn bị ra phía ngoài. Kết quả như thế nào? Lúc này thanh âm Tiêu Phàm từ nơi không xa truyền đến, cười tủm tỉm nhìn Sở Vân Phi nói. Một vòng này, người thắng. Sở Vân Phi cắn răng nói, thanh âm không nhỏ, bốn phía đều nghe nhất thanh nhị sở. Cái gì, hắn thắng? Làm sao có thể, đám người mắt trợn tròn, sự tình cũng không phát triển như bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm lần nữa vượt ngoài ý liệu bọn hắn. Vậy tiến hành ván thứ hai thôi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, thời gian cách vạn thánh dược điển chỉ có hơn 2 ngày, Tiêu Phàm còn có một chút việc cần hoàn thành, hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Sở Lân, ván thứ hai ngươi tới. Sở Vân Phi nhìn một bạch bào thanh niên nói, thần sắc có chút khó coi, nếu như ván này Tiêu Phàm thắng, Sở Vân Phi hắn sẽ phải quỳ gối trước Thiên Thánh Lâu. Vâng, đại thiếu. Bạch bào thanh niên gật đầu, sắc mặt lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt Sở Vân Phi. Cũng đúng lúc này, nơi xa lại có mấy đạo thân ảnh từ trong đám người đi ra, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận đi ra, mấy người chính là Mộ Dung Lãng Trần, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ. Tiểu tử kia đang làm gì? Mộ Dung Lãng Trần tự nhiên một cái liền nhận ra Tiêu Phàm, khi hắn nhìn thấy Sở Vân Phi, lập tức kinh ngạc nói, khá lắm, hắn đang đánh nhau cùng Sở Vân Phi. Bên cạnh một thanh niên cổ thành Sở ra lạnh như băng nói, hắn đâu chỉ đánh nhau cùng Sở đại thiếu gia, mà là cùng cổ thành Sở gia ta, hắn bây giờ đang khiêu khích tất cả mọi người thế hệ tuổi trẻ cổ thành Sở gia ta. Cái gì? Mộ Dung Lãng Trần còn tưởng là bản thân nghe lầm, lúc thanh niên kia lặp lại một lần, Mộ Dung Lãng Trần lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Tên này lớn mật cỡ nào vậy, dám khiêu khích tất cả mọi người thế hệ tuổi trẻ cổ thành Sở gia, xem như Mộ Dung Lãng Trần hắn cũng không có can đảm và quyết đoán như thế. Lăng Ngạo trầm mặc không nói, bất quá ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm có một tia kiêng kỵ, đôi mắt đẹp Hoàng Phủ Tinh Vũ lấp lóe một cái, thầm nghĩ trong lòng có lẽ ngay từ đầu đã không nên đối địch với hắn. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết ý nghĩ bọn hắn, hắn cười tủm tỉm nhìn bạch y thanh niên Sở Lân Sở ra kia nói, ngươi có thể bắt đầu. Sở Vân Phi nghi hoặc không hiểu nhìn Tiêu Phàm, cái gì gọi là ngươi có thể bắt đầu, chẳng lẽ ngươi không luyện chế sao? Nhất là ánh mắt Tiêu Phàm kia, Sở Vân Phi nhìn thấy chỉ có khinh thường, tựa như đang thưởng thức một thằng hề biểu diễn. Các hạ cũng có thể bắt đầu. Sở Lân cau mày một cái, hắn không thích bị Tiêu Phàm ra lệnh. Ta cũng không có dự định luyện chế. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Không luyện chế, người đùa nghịch chúng ta sao? Người nếu không luyện chế được, ván thứ hai người có thể nhận thua. Sở Vân Phi không vui nói. Nếu ta luyện chế, dù một cơ hội nhỏ nhoi các ngươi đều không có, ta muốn nhường các ngươi một nửa mà thôi. Tiêu Phàm thập phần nghiêm túc nói. Thật đúng là không coi ai ra gì. Sở Vân Phi còn không có tức giận, Sở Lân đã giận tím mặt. Ta không coi ai ra gì thì sao? Tiêu Phàm khinh thường nhìn Sở Lân một cái, nghiền ngẫm cười nói, quy tắc ván thứ hai, trong một nén nhang ai luyện chế ra bát phẩm đan dược đỉnh cấp trước coi như người đó thắng. Ngươi nếu luyện chế ra, ngươi thắng, bất quá ngươi nếu luyện chế không ra, vậy ta cũng không thua. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, Sở Vân Phi cùng Sở Lân trong lúc nhất thời không biết nói gì. Khó trách Tiêu Phàm nói nhường bọn hắn, Tiêu Phàm từ bỏ luyện chế đan dược, mặc kệ hắn không luyện chế ra, đều đem quyền lực quyết định thắng bại vòng thứ hai giao cho bọn hắn, đây là nhường bọn hắn sao? Không biết còn tưởng rằng Tiêu Phàm nịnh nọt bọn hắn, bất quá Sở Vân Phi biết rõ. Lấy tính cách Tiêu Phàm cuồng vọng như thế, căn bản sẽ không nịnh nọt bọn hắn. Nếu như Tiêu Phàm nhường bọn hắn mà bọn hắn còn thất bại, cái kia há không phải nói năng lực người cổ thành Sở ra chỉ có thế thôi sao?
Không thể không nói, Tiêu Phàm thật đúng là nghĩ như vậy, hắn không có mở miệng, tiếp tục chờ đợi Sở Vân Phi quyết định. Thần sắc Sở Vân Phi phức tạp, trong đầu hắn đang tiến hành giao chiến, hồi lâu mới nói một câu, nói, Sở Lân, bắt đầu luyện chế. Vâng, đại thiếu, Sở Lân gật đầu, hắn lúc này mới phát hiện mồ hôi sau lưng hắn đã chảy ướt đẫm. Nếu là bình thường, một nén nhang luyện chế một khỏa bát phẩm đan dược đỉnh cấp thì Sở Lân không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hiện tại áp lực lại rất lớn. Một khi thất bại, đối với cổ thành Sở gia là một đả kích trọng đại, Sở Lân hiện tại đã có chút hối hận, sớm biết thế lúc trước đã không nên đứng ra. Lấy ra một tôn luyện dược đỉnh, Sở Lân liền bắt đầu luyện hóa, tất cả người cổ thành Sở gia đều nín thở ngưng thần, sợ quấy rầy Sở Lân luyện dược. Nếu như Tiêu Phàm luyện đan, bọn hắn đoán chừng đã sớm sôi trào lên. Tiêu Phàm từ bên trong hồn giới lấy ra một cái ghế bành, thong dong tự tại nằm cách đó không xa, vỉnh chân bắt chéo nhìn Sở Lân luyện đan. Tu sĩ cổ thành Sở gia thấy cảnh này thiếu chút nữa thì chửi ầm lên, tiểu tử này đâu phải đang thi đấu, nhất định là đến xem kịch vui. Biểu đệ thật đúng là thâm tàng bất lộ. Phía trên Thiên Thánh lâu, Sở Vân Bắc quan sát Tiêu Phàm phía dưới, trong lòng cảm khái nói, hắn phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Không phải ta thâm tàng bất lộ, mà là người Sở gia căn bản không làm gì được. Đột nhiên, thanh âm Tiêu Phàm vang lên trong đầu Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc không biết nói gì, trong lòng hắn mặc dù không phục nhưng vẫn không dám nói ra, hắn trong lúc nhất thời quên mất suy nghĩ trong đầu hắn nếu như Tiêu Phàm muốn biết, hắn căn bản không thoát được Tiêu Phàm. Đúng rồi, người có biết người tên Sở Linh Nhi ở đâu không? Thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên. Sở Linh Nhi, Sở Vân Bắc hơi kinh ngạc, trong lòng hắn vẫn còn có chút may mắn. Tiêu Phàm hỏi hắn, chỉ đại biểu Tiêu Phàm không có khống chế tư tưởng cùng xâm phạm riêng tư của hắn. Không muốn nói đúng không? Ngữ khí Tiêu Phàm trong nháy mắt băng lạnh. Ta biết. Sở Vân Bắc vội vàng nói, sự tàn nhẫn của Tiêu Phàm hắn đã được chứng kiến ra. Nói, ta phải biết tất cả quan hệ của nàng. Tiêu Phàm phẫn nộ quát, chờ lần tỷ đấu này kết thúc, hắn liền muốn đi gặp tỷ muội mà bản thân chưa một lần từng thấy mặt. Nàng hiện tại đoán chừng không tốt. Sở Vân Bắc khẽ cắn môi, hít sâu một cái nói, người cổ thành Sở gia rất ít có ai biết rõ nàng là nữ nhi cô, cho nên ngay từ đầu liền không được người chào đón. Nói điểm chính, tất cả thứ kia ta đều đã biết. Trong giọng nói Tiêu Phàm lộ ra sát ý lạnh như băng, trước đó đọc đến ký ức Sở Vân Bắc, sự tình liên quan tới Sở Linh Nhi hiện tại có chút mơ hồ, sự tình đã qua Tiêu Phàm sớm đã biết rõ. Ta cũng rất nhiều năm không thấy nàng, bất quá nàng hình như bị sung làm dược nô thần dược các. Sở Vân Bắc không chút do dự hồi đáp. Dược nô, ngữ khí Tiêu Phàm rất lạnh, thậm chí sắc mặt hắn đều có chút biến hóa, Sở Vân Phi vừa lúc bắt được một màn này, còn tưởng rằng Tiêu Phàm là đang sợ hãi. Sở gia thực rất tốt, thanh âm Tiêu Phàm mang theo sát khí nặng nề vang lên trong đầu Sở Vân Bắc, âm thanh lạnh lùng nói, trở về mang ta đi thần dược các. Được. Sở Vân Bắc nào dám phản kháng, không chút do dự đáp ứng, sau đó ngẫm lại nói, đúng rồi biểu đệ, còn có một việc ta phải nói cho ngươi. Chuyện gì, cũng là liên quan tới Sở Linh Nhi, mấy tháng trước ta nghe cha ta trong lúc vô tình nói một câu, lần này Vạn Thánh Dược Điển cố ý mời mấy đại gia tộc khác chính là muốn liên thủ cùng với mấy đại gia tộc khác. Bởi vậy, cha ta chuẩn bị đem Sở Linh Nhi gả cho người mấy đại gia tộc kia, hiện tại Độc Cô Mạc chắc chết. Có khả năng nhất chính là Lăng Ngạo cùng Mộ Dung Lãng Trần. Sở Vân Bắc một hơi đem sự tình bản thân biết rõ nói cho Tiêu Phàm. Ta biết. Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra mấy chữ, sau đó rốt cuộc không có bất kỳ âm thanh gì. Sở Vân Bắc buông lỏng một hơi, vừa nãy hắn cảm giác bản thân đại chiến một trận, Sở Nghiên một bên hỏi, nhị thiếu, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Sở Vân Bắc khoát tay một cái nói. Vừa nãy thanh âm Tiêu Phàm trở về đung đưa trong đầu hắn, cho nên Sở Nghiên bọn hắn tự nhiên là không rõ ràng. Sắc mặt Tiêu Phàm trước Thiên Thánh lâu không phải rất dễ nhìn, trên người phóng sát ý như có như không, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Sở Linh Nhi lại bị Sở gia sung làm dược nô. Dược nô, Tiêu Phàm cũng không tận mắt thấy dược nô sinh hoạt thế nào, nhưng lúc trước hắn cũng đã gặp qua viện trưởng Lục Vũ Thần Phong học viện, đơn giản không phải sinh hoạt của người. Nếu như không phải gặp được Tiêu Phàm, Lục Vũ đoán chừng bây giờ đã sống không bằng chết.
Vừa nghĩ tới Sở Linh Nhi cũng có thể như Lục Vũ trước kia, tâm Tiêu Phàm liền giống như đao cắt. Phụ mẫu Tiêu Phàm vì bảo vệ hắn, lại để cho tỉ muội Sở Linh Nhi thay thế hắn, Tiêu Phàm không biết, nếu như Sở Linh Nhi biết rõ chuyện này sẽ suy nghĩ như thế nào. Nhưng nếu như đổi lại là bản thân Tiêu Phàm, hắn sẽ rất khó tiếp nhận, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều phải cứu tỉ muội ra. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng hận thấu xương đối với Sở Lăng Tiêu, để Sở Linh Nhi thành dược nô không nói, vậy mà còn muốn để Sở Linh Nhi gả cho cổ tộc khác, trở thành công cụ thông gia. Sở Lăng Tiêu, ta thực sự muốn nhìn xem ngươi có bộ dáng gì, tâm tư ngươi đến cùng là như thế nào. Trong lòng Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ phút này, trong lòng Tiêu Phàm nổi lên sát tâm, sát ý đáng sợ từ trên người hắn chậm rãi nở rộ, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, bên trong phạm vi mấy trượng đông kết thành hàn băng. Bên trên Thiên Thánh Lâu, Sở Vân Bắc nhìn thấy quanh thân Tiêu Phàm sát ý lạnh như băng, sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng lẽ Tiêu Phàm hiện tại liền chuẩn bị trở mặt. Hả, Sở Vân Phi cũng đề phòng nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, trên người Tiêu Phàm phát ra sát ý làm hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Cũng may sát ý tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, những người khác cũng không có phát hiện, Sở Vân Phi cũng coi là mình mở mắt. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình tĩnh suy nghĩ, hiện tại muốn làm chính là hung hăng đánh mặt Sở gia, đem tôn nghiêm bọn hắn dẫm đến vỡ nát. Tiêu Phàm rất muốn biết rõ lúc đại nhi tử Sở Vân Phi của Sở Lăng Tiêu quỳ gối bên dưới Thiên Thánh Lâu 3 ngày 3 đêm, hô to Sở gia không mạnh như vậy, Sở Lăng Tiêu sẽ nghĩ như thế nào. Lấy thực lực Tiêu Phàm hiện tại, chỉ cần là chiến thánh cảnh sơ kỳ hắn liền không có bất kỳ cố kỵ nào, cho nên hắn mới dám không kiêng nể gì như thế. Hắn muốn nói cho Sở gia, tra tấn cha mẹ của hắn là sai lầm cỡ nào, Tiêu Phàm hắn hiện tại đã bắt đầu báo thù. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua, đám người hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập, bọn hắn khẩn trương tới cực điểm. Nếu như Sở Lân chưa từng luyện chế ra bát phẩm đỉnh cấp đan dược, ván này chính là thế hòa không phân thắng bại, Tiêu Phàm đã ở thế bất bại. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang. Chỉ thấy luyện dược đỉnh cực đại oanh một tiếng nổ tung, vô số mảnh vỡ bắn ra tứ phương, hư không phát ra từng tiếng xé gió, đó là thanh âm mảnh vỡ luyện dược đỉnh cùng không khí ma sát phát ra. Một cỗ khí lãng hung mãnh từ miệng đỉnh luyện dược đỉnh phóng hướng chân trời, hỏa diễm cuồng bạo quét sạch 4 phương 8 hướng, không ít tu sĩ cách nhau khá gần trực tiếp bị cỗ hỏa diễm bao phủ, hét thảm truyền ra liền biến thành cho bụi. Nổ lô, rất nhiều người lên tiếng kinh hô. Thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt vọng, sắc mặt mặt xám như tro. Ván này nếu như thất bại, Tiêu Phàm đã đứng ở thế bất bại, áp lực cổ thành Sở gia không phải lớn bình thường. Hồi lâu, bốn phía mới bình tĩnh xuống, mặt đất một mảnh cháy đen, ở chính giữa xuất hiện một cái hố to, biên giới hố to nằm một đạo thân ảnh đen kịt. Chính là Sở Lân trước đó mặc áo bào trắng, chỉ là giờ phút này hắn đã hôn mê, khí tức hết sức yếu ớt. Ta còn tưởng rằng là bạo linh thuật, dọa ta một hồi. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh, thanh âm kia vang lên, hắn liền lui ra phía sau mấy trăm trượng. Lĩnh ngộ kiếm đạo nhập vi, Tiêu Phàm trong nháy mắt có thể cảm ứng được nguy hiểm xung quanh, bất quá người cổ thành Sở gia liền có không ít người không may. Sở Vân Phi kém chút phun một ngụm huyết, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, người đừng cao hứng quá sớm, chúng ta vẫn chưa có thua. Chí ít ta sẽ không thua, không phải sao? Tiêu Phàm không ngại đả kích Sở Vân Phi một cái, thật muốn đánh, Tiêu Phàm hắn cũng sẽ không giữ lại thực lực, trực tiếp biến thành tu la thần thể, ai không phục cứ tiến lên. Chỉ cần không phải chiến thần cảnh, Tiêu Phàm liền sẽ không đặt ở trong lòng, về phần chiến thánh cảnh khác mà nói, Tiêu Phàm muốn đi, người bình thường căn bản ngăn không được. Dầu gì Tiêu Phàm cũng có thể bố trí một cái truyền tống trận. Bác lão đã đưa cho hắn không ít hồn văn đồ truyền tống đấy. Trở về có thời gian nhất định phải hảo hảo lĩnh hội hồn văn đồ lão sư cho ta mới được, còn có 2 bức hồn văn đồ cấp thủy tổ. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, thiên cơ đồ và vạn linh đồ, Tiêu Phàm bỏ vào bên trong hồn giới không có nhìn qua, hắn gần đây một mực lĩnh ngộ chiến kỹ, cũng không đủ thời gian đi lĩnh hội. Trận thứ 3, Sở Vân Phi hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng Tiêu Phàm nói nhiều. Ngươi đã vội vã muốn quỳ như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, nhìn thấy Sở Vân Phi gấp gáp,
trong lòng Tiêu Phàm liền mừng thầm. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói, trận thứ ba, nếu không ngươi tự mình tiến tới. Sở Vân phi thân làm đệ tử Sở gia, nghĩ đến thuật chế thuốc không kém. Cái này là ngươi tự nói. Sở Vân phi cười lạnh nói, hắn đã sớm muốn xuất thủ, chỉ là bởi vì tuổi tác hắn vượt qua 24 tuổi, cho nên một mực không có mặt dày mở miệng mà thôi, ai tới trước. Tiêu Phàm trực tiếp đoạn nói. Ngươi trước đến, ta sẽ để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Thần sắc Sở Vân phi băng lãnh, mở bàn tay, từ lòng bàn tay hắn lấy ra một viên bạch sắc đan dược trong suốt. Nhìn thấy viên đan dược này, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, đây không phải thiên thọ đan trước đó Hề lão cho bác lão ăn à, Sở Vân phi vậy mà cầm một viên đan dược dạng này khảo cứu bản thân. Bên trong tu la truyền thừa có ghi chép thập phần cặn kẽ về thiên thọ đan đấy, Tiêu Phàm nhắm mắt cũng có thể nói ra. Bất quá Tiêu Phàm mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, khinh thường nhìn Sở Vân phi nói, lời này của ngươi ta nghe đến lỗ tai đều có vết chai, có phiền hay không? Ngươi nếu phân tích không ra. Sở Vân phi còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Coi như ta phân tích không ra, ta cũng không có thua à, thực không biết ngươi cao hứng cái gì, không phải liền là một khỏa thiên thọ đan hay sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Sở Vân phi luôn miệng nói Tiêu Phàm hắn tự cho là đúng, không coi ai ra gì, kỳ thật tự cho là đúng cùng không coi ai ra gì chính là Sở Vân phi hắn. Nhìn thấy bộ dáng lão tử đệ nhất thiên hạ, trong lòng Tiêu Phàm thập phần khó chịu. Nghe được mấy thiên thọ đan này, sắc mặt Sở Vân phi đều biến thành màu gan heo, hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà biết danh tự thiên thọ đan. Phải biết, thiên thọ đan cho dù tại cổ tộc Sở gia cũng cực kỳ hiếm có. Một viên thiên thọ đan có thể gia tăng chí ít trăm năm huyết khí của tu sĩ. Cho dù ngươi nhận ra thiên thọ đan thì như thế nào, ngươi không nhất định biết được thành phần của nó. Sở Vân phi vẫn không cam lòng yếu thế nói. Nếu như nói ra hàm lượng linh dược bên trong đan dược có lẽ còn có thể làm khó ta, nhưng chỉ nói ra thành phần, cho dù không biết đây là thiên thọ đan nhưng muốn phân tích ra cũng là việc rất đơn giản. Trong lòng Tiêu Phàm khinh thường nói. Sau đó cười tủm tỉm nhìn Sở Vân phi nói, tử vận long hoàng tham, long hồn tuyền lộ, thiên phỉ quả, huyền linh diệp, tam hoa thảo. Nguyên một đám danh tự linh dược từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra, mỗi lần nói ra một cái tên, sắc mặt Sở Vân phi liền khó xử một phần. Đám người mặc dù không biết tính chính xác trong lời nói Tiêu Phàm, nhưng từ sắc mặt Sở Vân phi liền có thể đánh giá ra một hai, rất hiển nhiên, Tiêu Phàm đều nói đúng. Sở Vân phi nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ biết rõ thiên thọ đan, nguyên bản hắn còn chuẩn bị trước mặt tu sĩ Sở gia thế hệ trước khoe khoang một cái. Ngươi chỉ bất quá biết rõ thiên thọ đan mà thôi, nếu như là một khỏa đan dược không biết tên, ngươi chưa chắc sẽ biết được. Sở Vân phi cắn răng nói. Còn muốn giãy giụa sao? Hôm nay không cho Sở Vân phi ngươi thành thành thật thật viết một chữ phục, ta liền không phải kiếm hồng trần. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Sở Vân phi ngươi càng không muốn thua, ta liền muốn ngươi thua triệt để ngươi vứt đi ra mặt Sở gia, coi như là cho Sở gia ngươi một chút lợi tức. Sở Vân phi suy tư thật lâu, lại lấy ra một khỏa đan dược đen nhánh, trầm giọng nói, viên này thì sao? Cửu phẩm tục mệnh đan, thành phần là, đoạn long căn, hồn anh quả, linh long thiên chi. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, tiếp tục báo ra tên thuốc cùng thành phần viên này. Không có khả năng, đây đều là cửu phẩm đan dược, ngươi chỉ là một kẻ từ bên ngoài đến, làm sao có thể rõ ràng như thế? Hai mắt Sở Vân phi đỏ lên. Ta đã nói, Sở gia ngươi dạy không được ta chỉ là nói sự thật mà thôi, ngươi không tin. Nếu như không phải tham gia cái gọi là vạn thánh dược điển, ta cũng sẽ không tới nơi này, là ngươi quá tự cho là đúng. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Một cỗ khí tức cường đại từ trên người hắn quét sạch mà ra. Toàn thân Sở Vân phi khẽ run lên, thân thể không khỏi lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm có một tia sợ hãi. Giờ khắc này rốt cuộc không ai phản bác, bởi vì vô luận Sở Vân phi có thể phân tích ra thành phần đan dược Tiêu Phàm đưa cho hay không, Tiêu Phàm cũng đã thắng, cổ thành Sở gia bọn hắn thua, thậm chí ngay cả Sở Vân phi đều thua. Người chọn lựa đều là người nổi bật nhưng lại bại bởi một kẻ từ bên ngoài đến, điều này khiến bọn hắn tiếp nhận như thế nào đây? Thế nhưng cho dù không tiếp được lại như thế nào đây? Chẳng lẽ cổ thành Sở gia đều không tin? Thực nếu làm như thế,
Cổ Thành Sở gia đều sẽ trở thành trò cười cho cổ tộc khác. Thế nhưng chấp nhận sao? Sở Vân Phi hắn phải quỳ bên dưới Thiên Thánh Lâu 3 ngày 3 đêm, hơn nữa còn hô to Sở gia không mạnh như vậy. Nếu thực như thế, Sở Vân Phi đời này đoán chừng cũng không ngẩng đầu lên được. Ta biết ngươi không phục, vậy lại cho ngươi một cơ hội. Nhìn thấy Sở Vân Phi giãy giụa, Tiêu Phàm lại nói. Nghe vậy, ánh mắt Sở Vân Phi sáng lên, tựa như bắt lấy một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi có thể phân tích ra thành phần trong đan dược này coi như ngươi thắng, như thế nào? Tiêu Phàm mở bàn tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một mai đan dược đen thui, đan dược tản ra một cỗ mùi gai mũi. Thối quá, đám người không khỏi lui ra phía sau mấy bước, đan dược kia có mùi thật sự là quá gai mũi, dù là cách xa mấy trượng cũng có người không chịu được, thậm chí có chút cay mắt. Sở Vân Phi vừa nãy còn muốn phân tích thành phần đan dược này, nhưng mà hít cái mùi này, dạ dày trong nháy mắt rời sông lấp biển, bữa cơm đêm qua đều kém chút phun ra. Con người hắn gắt gao nhìn chằm chằm đan dược trong tay Tiêu Phàm, nhưng quả thực là một chữ đều nghẹn không ra, phân biệt đan dược chính là dựa vào mùi, nhưng đan dược này thực sự quá thúi. Không phải ta không cho ngươi cơ hội, ngươi vẫn bại. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc. Đột nhiên một cỗ khí tức cường đại ép về phía Sở Vân Phi, phẫn nộ quát, ngươi hiện tại tâm phục khẩu phục chưa? Ngươi hiện tại tâm phục khẩu phục chưa? Tiêu Phàm nói tựa như một đạo kinh lôi vang lên bên tai Sở Vân Phi, Sở Vân Phi cảm giác đầu một trận mê muội, thân thể rút lui mấy bước mới ổn định lại. Phốc, Sở Vân Phi rốt cục nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Trong lúc nhất thời toàn trường câm như hến. Cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng, ai cũng không ngờ tới một kẻ từ bên ngoài đến vậy mà làm Sở Vân Phi tức hộc máu. Sở Vân Phi tức hộc máu. Mấy người Mộ Dung Lãng Trần kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm trước đó không có giết bọn hắn đã là nhân từ, cái tên điên này đến Sở Vân Phi cũng dám bức. Phải biết, nơi này chính là cổ thành Sở gia, nếu như Sở Vân Phi thật có cái gì không hay xảy ra, đoán chừng vạn thánh dược điển đều trì hoãn vô hạn. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn không dự định buông tha Sở Vân Phi, trong tay hắn cầm hiệp nghị trước đó ký, chậm rãi hướng Sở Vân Phi nói, hiện tại đến lượt ngươi làm tròn lời hứa. Hai mắt Sở Vân Phi huyết hồng vô cùng, vằn vện tia máu, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Đã lớn như vậy, Sở Vân Phi còn là lần thứ nhất có loại cảm giác này, trước kia hắn chính là thiên chi kiêu tử, người người nhìn mà phát khiếp. Nhìn thấy bản thân đều là vẻ kính sợ. Nhưng hiện tại, Sở Vân Phi cảm giác bản thân chỉ là một thằng hề, lại bị một kẻ từ bên ngoài đến đánh bại, hơn nữa vô luận là thực lực hay là luyện dược, đều bại thập phần triệt để. Cho ta một đáp án, quỳ hay là không quỳ? Tiêu Phàm lạnh như băng nhìn Sở Vân Phi, toàn thân mang theo một cỗ khí thế vô cùng cường hãn, thiên địa chi thế. Cỗ khí thế này đem Tiêu Phàm phụ trợ siêu phàm nhập thánh, giống hệt chiến thần lâm thế. Tựa như hắn nhìn xuống một con kiến hôi. Toàn thân Sở Vân Phi run lên, tựa như ý chí nhận trùng kích mãnh liệt, cả người lại không có bất luận đấu trí, nếu như lúc này không ai đánh thức hắn, đoán chừng Sở Vân Phi cả một đời liền thực phế. Đây cũng là Tiêu Phàm cố ý, Sở Lăng Tiêu ngươi vậy mà dám để cho tỉ muội ta làm dược nô, ta dám phế bỏ nhi tử ngươi. Các hạ không khỏi khinh người quá đáng. Đột nhiên, một đạo thanh âm già nua hơi có vẻ khàn khàn vang lên, lại nhìn thấy trước người Sở Vân Phi bỗng nhiên xuất hiện một áo xám lão giả. Tỉnh lại, áo xám lão giả nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó một tiếng quát như sấm, bên trong thanh âm mang theo một cỗ thiên địa chi uy, liền hư không đều run rẩy một cái. Sở Vân Phi giật mình một cái, đột nhiên ngẩng đầu lên, cỗ chán trường trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm. Ngươi dám hại ta, Sở Vân Phi nhe răng trợn mắt, sát khí đáng sợ từ trên người hắn bạo phát. Hại ngươi, ngươi xứng ta hại ngươi sao? Còn muốn ta gia nhập Sở gia, liền dũng khí thừa nhận thua đều không có, vậy cũng xứng để ta gia nhập. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, trong lòng hắn lại là thầm than đáng tiếc, không nghĩ tới mấu chốt thời điểm lại có người đánh thức Sở Vân Phi. Bất quá trong lòng hắn cũng mừng thầm một cái. Còn có cái gì thoải mái hơn ngay trước mặt nhiều người cổ thành Sở gia như vậy đánh mặt Sở gia đây? Ngươi tự tìm cái chết. Sở Vân Phi giận tím mặt, thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ, bất quá lại bị áo xám lão giả ngăn lại,
Sở Vân Phi trợn mắt nhìn, nhị trưởng lão, ngươi muốn ngăn ta. Đại thiếu gia, gia chủ bảo ngươi dừng tay. Áo xám lão giả nhị trưởng lão lắc đầu nói. Cha, sát ý trên người Sở Vân Phi chậm rãi biến mất, hắn biết rõ sự tình lần này đã làm cho phụ thân hắn thất vọng. Nhị trưởng lão gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, các hạ đã thắng, cũng không cần hùng hổ dọa người. Hùng hổ dọa người, nếu như thua là ta, Sở gia ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Tiêu Phàm không lo không sợ, sau đó đột nhiên xé nát hiệp nghị trong tay, tiện tay ném về không trung, quay người hướng về nơi xa đi đến. Ta biết người Sở gia đều là thứ hèn nhát, nói chuyện giống như đánh rắm, còn thiên tài trong mắt ta chỉ là phế vật, về sau đừng để cho ta nhìn thấy ngươi, bằng không gặp ngươi một lần đánh một lần. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra. Nghe nói như thế, tất cả đám người đều mắt trợn tròn, tiểu tử này thật đúng là càng ngày càng cuồng, đây là đang uy hiếp Sở Vân Phi, hơn nữa còn vũ nhục Sở gia. Chẳng lẽ gia hỏa này không sợ Sở gia phẫn nộ sao? Sở gia giận dữ, đừng nói ngươi là chiến thánh cảnh trung kỳ, dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong thì như thế nào? Ngươi! Sở Vân Phi phẫn nộ tới cực điểm, bất quá lại bị nhị trưởng lão giữ chặt, hắn nhìn Tiêu Phàm thật sâu một cái, quát khẽ, đại thiếu gia, gia chủ bảo ngươi đi qua. Sở Vân Phi áp chế lửa giận trong lòng, sát khí trong lòng nặng nề nói, vạn thánh dược điển kết thúc, ngươi nếu dám tiến về thần kiếp chi địa, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đám người Sở gia trơ mắt nhìn Tiêu Phàm rời đi, lại không một người xuất thủ, liền Sở gia nhị trưởng lão cùng Sở Vân Phi đều không động thủ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Mấu chốt là thực lực Tiêu Phàm không yếu, có thể chém giết chiến thánh cảnh hậu kỳ, những người bọn hắn chưa chắc là đối thủ Tiêu Phàm. Có thể tại đắc tội Sở gia thiếu chủ, hơn nữa khiêu khích tu sĩ toàn thành cổ thành Sở gia mà yên ổn rời đi, Tiêu Phàm tuyệt đối là kẻ thứ nhất. Tất cả tu sĩ ở đây cũng nhao nhao nhớ kỹ khuôn mặt này, trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định không thể đắc tội hắn. Mà lúc này, trong đám mây phía trên lại là đứng đấy hai đạo thân ảnh, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra một người trong đó, người kia chính là Hề lão. Một người khác lại là gia chủ Sở gia Sở Lăng Tiêu, chỗ sâu đáy mắt Sở Lăng Tiêu lóe qua một tia băng lãnh, bất quá che giấu rất tốt. Sư tổ, hắn chỉ là một chiến thánh cảnh trung kỳ mà thôi, như thế nào lọt pháp nhãn của ngài? Sở Lăng Tiêu hơi kinh ngạc nhìn Hề lão. Nếu như để những người khác nhìn thấy đường đường Sở gia gia chủ Sở Lăng Tiêu vậy mà kêu một tu sĩ chiến đế cảnh đỉnh phong là sư tổ, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Dù là Tiêu Phàm đoán chừng cũng sẽ kinh ngạc không thôi, Hề lão có vẻ như cùng Sở gia chả có một chút quan hệ nào mà, làm sao lại là sư tổ cậu Sở Lăng Tiêu đây? Sở gia chủ, lão hủ là một tu sĩ chiến đế cảnh, có tài đức gì trở thành sư tổ ngươi, về sau tuyệt đối đừng gọi như vậy. Hề lão khoát tay một cái nói. Sư tổ, ngài là sư tôn của gia phụ, mãi mãi cũng là sư tổ Lăng Tiêu, nếu như không có sư tổ, mấy trăm năm trước Sở gia ta có lẽ đã sớm không tồn tại. Sở Lăng Tiêu mặc dù khó chịu Tiêu Phàm, nhưng mặt ngoài đối với Hề lão lại vô cùng tôn trọng. Về phần trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có hắn biết rõ. Đó là thiên ý. Hề lão thở dài, thần sắc có chút mê mang, chẳng qua là khi nhìn thấy Tiêu Phàm nơi xa, con ngươi lại lóe qua một vẻ kiên định, lần này, Sở gia muốn vượt qua nguy nan, có lẽ phải ỷ vào hắn. Hắn, Sở Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, một mặt không tin nói. Không sai, Hề lão thập phần chắc chắn, sau đó lại hỏi, trước đó ta đã nhìn qua. Nơi đó đã sương mù tràn ngập, nguyên bản ta tưởng là có thể trèo chống 500 năm, không nghĩ tới mới qua hơn 200 năm liền biến thành bộ dáng này. Sắc mặt Sở Lăng Tiêu biến thành hơi khó coi, há miệng muốn nói nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Có lời cứ nói đi, người cũng nên biết ta không thích ấp a ấp úng, lão hủ tuy già có chút sự tình làm không được, nhưng còn có thể thay ngươi nghĩ biện pháp một chút, bằng không mà nói, chỉ có thể hy sinh mảnh cổ địa này. Hề lão nhíu mày nói. Vâng, sư tổ. Sở Lăng Tiêu gật gật đầu, hít sâu một cái nói, kỳ thật 20 năm trước phong ấn kia liền bắt đầu buông lỏng, khi đó chúng ta nghĩ vô số biện pháp đều không có thành công, thẳng đến một lần vạn thánh dược điển 20 năm trước. Vạn thánh dược điển, phong ấn cùng vạn thánh dược điển có quan hệ gì? Hề lão cau mày một cái, nghi hoặc nhìn Sở Lăng Tiêu, trong lòng có loại dự cảm bất an.
Sở Lăng Tiêu hơi hơi chần chờ, nói, 20 năm trước chúng ta thử qua một lần, để người tham gia vạn thánh dược điển hướng phong ấn chi địa, thiếu chút nữa thì thành công. Thiếu chút nữa thì thành công, ngươi chẳng lẽ không biết tiến vào phong ấn chi địa sẽ tiêu hao huyết khí và tuổi thọ một người sao? Tuy có thể ngăn cản huyết phụ nhưng nếu như chết ở không gian phong ấn, đó là tổn thất của chiến hồn đại lục. Sắc mặt Hề lão vô cùng phẫn nộ. Hắn rất rõ ràng phong ấn chi địa là cái gì, năm đó hắn đi vào, hơn nữa còn thành công, bằng không Sở Lăng Tiêu cũng không có khả năng tôn kính Hề lão như vậy. Chúng ta cũng không phải không có cách nào, nếu như không phong ấn được, huyết phụ khuếch tán, cổ thành Sở gia đều phải xui xẻo. Sở Lăng Tiêu cười khổ một tiếng. Nếu như người khác dám ở trước mặt hắn kêu la om sòm, đoán chừng hắn đã sớm bão nổi, mặc dù Hề lão chỉ là chiến đế đỉnh phong nhưng Sở Lăng Tiêu vẫn không dám ở trước mặt hắn làm càn. Không có cách nào, không phải còn có khối ngọc bội kia sao? Nắm giữ khối ngọc bội kia, Sở gia đều có thể thở một hơi, kiên trì thời gian 100 năm hẳn không có vấn đề. Nói đến cùng, Sở gia vẫn quá mức tự tư, tình nguyện hy sinh tính mệnh người khác đến thành toàn Sở gia, cũng không muốn hy sinh mảnh cổ địa này. Chiến hồn đại lục lớn như vậy, chẳng lẽ còn không có đất cho Sở gia ngươi dung thân sao? Hề lão càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn nộ. Cũng khó trách Hề lão tức giận như thế, mệnh tu sĩ khác liền không phải mệnh, để bọn hắn đi chịu chết. Chỉ có tính mệnh người Sở gia ngươi đáng tiền sao? Sở Lăng Tiêu cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hề lão, trên người Hề lão phát ra khí thế như có như không, liền hắn đều thở không được. Trên đời này, người có thể quát lớn Sở Lăng Tiêu có thể đếm trên đầu ngón tay, Hề lão tuyệt đối xem như một người trong đó, dù hắn chỉ là chiến đế cảnh đỉnh phong. Sư tổ, không phải ta không nỡ, mà là khối ngọc bội kia đã mất. Sở Lăng Tiêu thở dài nói, bất quá ánh mắt có chút lấp lóe, chỉ là ẩn tàng rất tốt, Hề lão cũng không có phát hiện. Mất, làm sao mất, người khác không biết ngọc bội trọng yếu, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Hề lão phẫn nộ nói, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Là bị muội muội lấy mất, những năm này ta một mực tìm kiếm, đáng tiếc đều không tìm ra. Sở Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Hề lão con ngươi sâu thẳm vô cùng, hồi lâu mới bình tĩnh xuống, sau đó lại nói ra, ngươi nói 20 năm trước kém chút thành công, là ai tiến vào bên trong, hiện tại người kia còn sống không? Nàng còn sống. 20 năm trước tiến vào bên trong chính là muội muội Sở Lăng Vi. Sở Lăng Tiêu nói ra, con người chỗ sâu lóe qua vẻ lạnh như băng. Hề lão cau mày, hắn nhất thời không biết mở miệng như thế nào, mất chìa khóa cùng mạo hiểm tiến vào phong ấn chi địa đều là cùng một người, hắn còn có thể nói cái gì? Đây coi như là bản thân trả nợ sao? Một người có bao nhiêu huyết khí có thể tiêu hao? Có thể kiên trì 10 năm, 100 năm, 10 năm trước nàng cũng đi vào một lần. Nhưng đã khống chế không nổi huyết phụ khuếch tán, chỉ có thể giảm bớt tốc độ của nó, một tháng trước nàng lại tiến vào bên trong, đến hiện tại cũng không có đi ra, ai. Sở Lăng Tiêu thật sâu thở dài một hơi, như có chút không đành lòng. Hắn dư quang nhìn chăm chú thần sắc Hề lão, nhìn thấy trên mặt Hề lão biến mất nội ý, lúc này mới buông lỏng một hơi. Sở Lăng Tiêu còn có chút sự tình không nói ra, hai giới vạn thánh dược điển phía trước. Tiến vào không gian phong ấn không chỉ có một mình Sở Lăng Vi, bất quá chỉ có một mình Sở Lăng Vi sống sót mà thôi. Chỉ là vài lời đó, hắn tuyệt đối không dám nói cho Hề lão, thậm chí hắn đều không dám để những người khác biết. Nếu để cho người chiến hồn đại lục biết Sở gia hy sinh tính mệnh người khác để duy trì Sở gia chắc chắn sẽ bị mọi người quay lưng. Đến thời điểm đấy, không chờ đến lúc phong ấn chi địa bị phá vỡ, những người khác đoán chừng đã tiêu diệt Sở gia. Nói đến cùng, ta cũng không cách nào trách cứ ai, cái này là sự tình Sở gia các ngươi. Hề lão lắc lắc đầu nói, ta chỉ hy vọng người tiến vào phong ấn chi địa đều có thể đem nguy hiểm bên trong phong ấn chi địa nói cho bọn hắn, đồng thời hậu đãi người nhà bọn hắn. Sư tổ yên tâm, Sở Lăng Tiêu không phải như thế nào cũng sẽ không hèn hạ như thế. Sở Lăng Tiêu không chút do dự nói, bất quá trong lòng lại khinh thường, nếu như nói cho bọn hắn phong ấn chi địa nguy hiểm. Lại có ai nguyện ý tiến vào đây? Tu sĩ đều sợ chết, Sở Lăng Tiêu tự nhiên là sẽ không làm như thế, bằng không mà nói, đoán chừng Sở gia không cần chờ 20 năm, đoán chừng đã sớm diệt vong. Nhìn thấy Hề lão nội ý biến mất,
Sở Lăng Tiêu lại nói, đối với sư tổ, người vừa nói kiếm hồng trần có thể ngăn cản nguy cơ lần này. Có lẽ vậy, việc này ta sẽ nói với hắn, nhưng các ngươi không thể ép buộc hắn, bằng không mà nói, không cần ta xuất thủ cũng sẽ có người diệt Sở gia. Hề lão tàn khốc nói. Sở Lăng Tiêu nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng kinh nghi chưa chắc, chẳng lẽ kiếm hồng trần còn có lai lịch lớn hay sao? Đừng nhìn Hề lão hiện tại chỉ là chiến đế cảnh, nhưng Sở Lăng Tiêu rất rõ ràng, thật muốn liều mạng mà nói, cho dù là mấy người như hắn đoán chừng cũng không phải đối thủ Hề lão. Chỉ là hắn cũng không biết, tại sao năm đó Hề lão hăng hái mà bây giờ lại biến thành một chiến đế cảnh. Sở Lăng Tiêu bây giờ trong đầu còn rõ ràng lạc ấn câu nói phụ thân hắn năm đó lưu lại, sư tổ ngươi, hắn là một trong mấy người trên đời này có thể tiếp cận cảnh giới trong truyền thuyết. Cảnh giới trong truyền thuyết, Sở Lăng Tiêu rất rõ ràng đó là chiến thần cảnh. Vâng, sư tổ. Sở Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Nếu như đến vạn bất đắc dĩ, coi như liều cái mạng già này, ta cũng sẽ không mặc kệ. Hề lão thở dài một hơi, sau đó khoát tay một cái nói tốt, ngươi trở về đi, ta cũng nên đi. Sư tổ bảo trọng. Sở Lăng Tiêu cung kính thi lễ, sau đó liền tại chỗ biến mất. Hề lão híp hai mắt, thật sâu nhìn phương hướng Sở Lăng Tiêu rời đi, ta đã già, nhưng ta đây mắt còn không có mù, tâm cũng coi như trong suốt, vạn thánh dược điển có lẽ cũng không còn thuần túy như vậy. Nói xong câu này, Hề lão cũng biến mất ở trong mây. Lại nói lúc Tiêu Phàm rời đi, cũng không có trở về Thiên Thánh lâu, hắn một mình một người đi trên đường, lúc này Sở Vân Bắc cùng Dịch Bằng bọn hắn rất nhanh liền đuổi theo. Ta nói kiếm huynh, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Sở Vân Bắc đối với Tiêu Phàm vẫn còn có chút kiêng kỵ, mấy canh giờ tiếp theo, hắn cũng khôi phục thương thế. Ngươi không sợ người khác nhìn thấy ta cùng ngươi cùng một chỗ? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Sở Vân Bắc nói. Bọn họ là bọn họ, ta là ta. Sở Vân Bắc không chút do dự nói ra, bất quá biểu lộ lại bán đứng hắn. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hắn phát hiện Sở Vân Bắc biến hóa thật đúng là không phải lớn bình thường, lại không còn kiêu ngạo như trước đó. Tốt, ngươi có thể không cần cùng ta ở cùng một chỗ, nhưng ngươi nên biết rõ ta hiện tại muốn làm gì. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Yên tâm, ta nhất định làm thỏa đáng cho ngươi. Sở Vân Bắc vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói, nói thực. Hắn bây giờ còn thật không dám cùng Tiêu Phàm ở cùng một chỗ. Thiếu chủ, nhị thiếu, nhiều người ở đây, ta xem vẫn là nên về nhà ta. Dịch Bằng nhìn thấy hai người há miệng muốn nói, lại nhìn quanh bốn phía, hiển nhiên là kiêng kỵ cái gì. Ngươi có tiền đồ. Sở Vân Bắc cười ha ha nói. Vậy liền đến nhà Dịch Bằng. Tiêu Phàm không quan trọng, hắn hiện tại chỉ muốn cứu Sở Linh Nhi, cái khác cũng không nghĩ nhiều như vậy. Sở Lăng Tiêu trở lại phủ đệ, Sở Vân Phi cùng nhị trưởng lão đã chờ đợi lâu ngày, sắc mặt Sở Vân Phi thập phần khó coi, lửa giận trong mắt khó tiêu. Cha, kiếm hồng trần quá phách lối, để ta giết hắn, ngươi vì sao lại ngăn cản ta? Sở Vân Phi nổi giận đùng đùng nói. Sở Lăng Tiêu cau mày một cái, ngưng tiếng nói, ngươi xác định ngươi có thể giết được hắn. Ta có thể giết chết hắn. Sở Vân Phi cắn răng nói. Bất quá hắn đã có do dự trong nháy mắt. Ngươi do dự, không phải sao? Sở Lăng Tiêu lắc đầu, hắn chưa hề nói bất luận sự tình gì về Hề lão, nếu như không có Hề lão tìm hắn, Sở Lăng Tiêu tự nhiên là không có khả năng để Tiêu Phàm sống sót. Bất quá khi Hề lão nói ra vấn đề Sở gia phong ấn chi địa khả năng chỉ có Tiêu Phàm mới có thể giải quyết, Sở Lăng Tiêu càng không thể để cho Tiêu Phàm chết. Chí ít, trước khi giải quyết triệt để vấn đề Sở gia phong ấn chi địa, hắn không thể động đến Tiêu Phàm, thậm chí còn phải bảo hộ Tiêu Phàm. Ta thừa nhận hắn rất mạnh, nhưng vẫn chỉ là chiến thánh trung kỳ, cho dù không có 10 thành nắm chắc, ta cũng có 9 thành nắm chắc giết hắn. Sở Vân Phi vẫn như cũ có chút không cam tâm. Tiêu Phàm làm hắn mất hết da mặt, hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha Tiêu Phàm. Nhưng mà lời nói Sở Lăng Tiêu hắn lại không dám phản bác, chỉ có thể đem lửa giận áp chế ở trong lòng. Ta biết trong lòng ngươi cảm giác rất khó chịu, bất quá trước lúc vạn thánh dược điển ngươi cũng không cần quản hắn, chờ vạn thánh dược điển xong cho dù ngươi không giết hắn, độc cô gia tộc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Sở Lăng Tiêu khoát tay một cái nói. Vâng, cha. Sở Vân Phi cúi đầu, nhìn không thấy sắc mặt hắn.
đừng cho là ta đùa giỡn với ngươi, vạn thánh dược điển liên quan đến sinh tử tồn vong Sở gia, không thể nhận bất luận sai lầm gì. Sở Lăng Tiêu lại cường điệu một câu. Nếu như phong ấn chi địa xảy ra vấn đề, toàn bộ Sở gia đều nhận xui xẻo, việc này người khác không biết, nhưng Sở Vân Phi lại rõ ràng. Vậy liền để hắn sống thêm mấy ngày. Sở Vân Phi khẽ cắn môi, sát ý trên người chậm rãi biến mất, lúc này liền khôi phục bình tĩnh. Lại nói Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc bọn người dưới sự hướng dẫn của Dịch Bằng liền rất nhanh đi tới một tòa phủ đệ to lớn. Cha! Dịch Bằng hưng phấn kêu lên, hôm nay hắn cảm giác là một ngày may mắn nhất trong đời hắn, chẳng những để Sở gia nhị thiếu quang lâm Dịch gia, bản thân hắn còn bái Tiêu Phàm cường đại làm chủ tử. Hỗn trướng, người rốt cục cam lòng trở về, ta đánh gãy chân ngươi. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, ngay sau đó một trung niên nam tử mặc kim bào đi ra. Nam tử trung niên cùng Dịch Bằng có mấy phần rất giống, chỉ là hơi có vẻ thành thục mà thôi, người này chính là Dịch Thủy Đình phụ thân Dịch Bằng. Dịch Thủy Đình, ngươi làm gì, hôm nay nếu con ta xảy ra chuyện gì, ta liền lập tức chết trước mặt ngươi. Một tiếng quát chói tai vang lên. Chỉ thấy một phụ nữ trung niên thân thể nở nang đi theo, chắn trước mặt Dịch Thủy Đình. Cha, ta hôm nay không làm gì sai mà. Dịch Bằng kiêng kỵ nhìn Dịch Thủy Đình, bất quá mặt ngoài vẫn duy trì cao ngạo, một bộ thiếu gia ăn chơi. Không làm gì sai, ta vừa mới nhận được tin tức ngươi thu mấy tiểu đệ, còn mang nữ nhân về, bọn hắn đều đã chết, thậm chí ngay cả gia tộc bọn họ đều bị diệt, ngươi còn nói ngươi không làm gì sai. Dịch Thủy Đình vô cùng phẫn nộ, lửa giận bùng lên. Bọn hắn chết, con ta sống là được, điều này nói rõ sự tình không có quan hệ gì với hắn. Dịch Mẫu vội vàng bảo hộ trước người Dịch Bằng. Không có quan hệ gì với hắn, không có quan hệ gì với hắn mà nói, vì cái gì người chết đều là kẻ đi theo hắn. Không phải hắn còn sống sao, là người ta còn chưa có tìm tới cửa. Sắc mặt Dịch Thủy Đình lãnh tuấn vô cùng. Hắn thân làm nhất gia chi chủ, đầu tiên phải cân nhắc cả gia tộc, nếu như bởi vì nhi tử bản thân mà để Dịch gia cửa nát nhà tan, đây không phải chuyện Dịch Thủy Đình muốn thấy. Tiêu Phàm cùng đám người Sở Vân Bắc nhìn nhau, trên mặt mấy người lộ ra vẻ cổ quái, bọn hắn chỗ nào không biết những người kia nhất định là Sở Văn giết, cái này là bởi vì bọn hắn đắc tội Sở Vân Bắc cùng Tiêu Phàm. Mấy người xấu hổ đứng ở đó, có chút không biết làm sao. Dịch Bằng cũng khó xử thế nhưng hắn lại không dám nói ra. Lão đầu tử, nếu không ta để Bằng Nhi nhận sai. Dịch Mẫu nhìn thấy thần sắc Dịch Thủy Đình lạnh lùng cũng cảm giác được tính nghiêm trọng của sự tình. Nhận lầm, nếu như nhận lầm hữu dụng, mấy người kia cùng gia tộc của hắn cũng sẽ không bị diệt. Dịch Thủy Đình lạnh rên một tiếng nói, Dịch Bằng, ngươi nhanh tìm ca ca của ngươi tới, đi bên ngoài trốn một trận. Cha, không cần. Dịch Bằng lắc lắc đầu nói, hắn cũng muốn nói giết Hoa Nương bọn hắn chính là mấy vị bên cạnh, thế nhưng Tiêu Phàm bọn hắn không có ý tứ bại lộ bản thân, hắn lại không dám chủ động nói ra Tiêu Phàm bọn hắn. Không cần, chẳng lẽ ngươi muốn Dịch gia ta tuyệt hậu sao? Dịch Thủy Đình gầm thét lên. Hắn nói không cần là không cần. Lúc này, Sở Vân Bắc một mực trầm mặc mở miệng nói, hắn cảm thấy sự tình cản hắn ra mặt giải quyết. Ngươi là ai? Ngươi nói không cần liền không cần sao? Dịch Thủy Đình còn không có nhìn, Dịch Mẫu liền lạnh nhạt nhìn nhau, nàng còn tưởng rằng đám Sở Vân Bắc là tiểu đệ Dịch Bằng thu. Ở chỗ này không có tư cách nói chuyện, nàng cũng quen thuộc ngữ khí ngạo mạn, huống chi việc này quan hệ sinh tử Dịch Bằng, mấy tiểu đệ làm sao có thể làm chủ. Ta nói không cần là không cần, Sở Vân Bắc thập phần chắc chắn nói ra, ở Trung Thành, còn không có ai không dám cho hắn mặt mũi. Chỉ ít nói một câu vẫn có thể thôi đi. Ngươi là nhà ai, làm sao một chút giáo dưỡng đều không có. Dịch Mẫu lập tức phẫn nộ nói, tại Dịch gia còn không có ai dám cùng với nàng mạnh miệng, sau đó lại nhìn về phía Dịch Bằng nói, Bằng Nhi, về sau không người khác đều mang về nhà, người như vậy rất dễ dàng liên lụy đến ngươi. Mẹ, không nên nói nữa, ý ta đã quyết. Dịch Bằng nghe vậy, sắc mặt đều biến thành màu gan heo, không chút do dự gầm thét đi ra. Hắn trong lòng đã có chút hối hận, sớm biết rõ liền không nên đem Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc bọn hắn mang về, coi như mang về cũng không nên ngay trước mặt mẫu thân hắn. Hiện tại, Dịch Bằng nhất sợ hãi chính là Sở Vân Bắc nổi giận, phải biết, Hoa Nương bọn hắn đều bị Sở Vân Bắc diệt, hơn nữa còn thêm gia tộc bọn họ bị diệt,
Bằng Nhi, người hôm nay làm sao? Dịch Mẫu cau mày một cái, Dịch Thủy Đình cũng cau mày một cái, nghi hoặc liếc nhìn Tiêu Phàm bọn hắn vài lần. Hắn kinh ngạc phát hiện, Tiêu Phàm cùng Dịch Thủy Đình mấy người mang trên mặt một tia cười lạnh, ý cười dường như là khinh thường đối với Dịch gia. Ngưỡng cửa Dịch gia thật đúng là quá cao rồi, sớm biết liền không đến, Kiếm huynh, ta thấy chúng ta nên đi thôi. Lúc này, Sở Vân Bắc âm dương quái khí nói ra, quay người liền chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Tiêu Phàm gật đầu, tính tình mẫu thân Dịch Bằng hắn đã thấy quá nhiều, đã thành thói quen, bất quá lời nói nghe vào trong tai Sở Vân Bắc lại không phải chói tai bình thường. Liền Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, mẫu thân Dịch Bằng khá điêu ngoa, chỉ ít tại chiến hồn đại lục hắn vẫn rất ít gặp đến người như vậy. Nhị thiếu, ngài không nên tức giận, mẹ ta vô tình mà thôi. Dịch Bằng thấy thế, vội vàng ngăn khuất trước mặt Sở Vân Bắc, phù phù một tiếng quỳ xuống dưới. Nhìn thấy Dịch Bằng đột nhiên quỳ xuống, Dịch Thủy Đình biến sắc, Dịch Mẫu lại tức giận nói, các ngươi có phải uy hiếp con ta hay không, lão nương liều với các ngươi. Đủ rồi, Dịch Thủy Đình trở tay chính là một tay quất trên mặt Dịch Mẫu, máu tươi trong miệng bắn tung tóe, xem như nhất gia chi chủ, Dịch Thủy Đình chỗ nào còn nhìn không ra Tiêu Phàm bọn hắn không đơn giản. Đừng nhìn Tiêu Phàm bọn hắn từ đầu đến cuối đứng sau lưng Dịch Bằng, nhưng ánh mắt Dịch Bằng nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn lại tràn ngập kính sợ, loại kính sợ này là phát ra từ nội tâm. Dịch Thủy Đình rất rõ ràng tính nết nhi tử bản thân, bình thường cao cao tại thượng, cho tới bây giờ không đem những người khác để ở trong mắt. Hơn nữa, Dịch Thủy Đình luôn cảm giác Sở Vân Bắc có chút quen mặt, tựa như đã thấy qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi. Ngươi dám đánh ta? Dịch Mẫu phẫn nộ tới cực điểm, vừa chuẩn bị nhào lên. Ngươi có tin không ta hiện tại bỏ ngươi? Dịch Thủy Đình rốt cục giận, câu nói này trong nháy mắt hù Dịch Mẫu sợ, vội vàng ngừng thân hình. Dịch Thủy Đình thấy thế, lúc này mới buông lỏng một hơi, sau đó vội vàng hướng về Sở Vân Bắc cùng Tiêu Phàm đi đến, khom người nói, hai vị công tử đường xa mà đến, thật là khiến Hàn Xá được vinh dự. Dịch gia ngưỡng cửa quá cao, chúng ta không dám trèo cao. Sở Vân Bắc cao ngạo ngẩng đầu, trong giọng nói đều là vẻ trào phúng. Phụ đạo nhân gia không hiểu, còn mời công tử thứ tội. Dịch Thủy Đình vội vàng lấy lòng nói. Ngươi không biết ta là ai? Sở Vân Bắc không có để ý tới Dịch Thủy Đình mà là nhìn về phía Dịch Mẫu, hừ lạnh một tiếng nói. Trong lòng Dịch Mẫu run lên, trong lúc nhất thời cũng bị khí thế bạo phát trên người Sở Vân Bắc dọa cho nhảy một cái. Sở Vân Bắc mặc dù hoàn khố, nhưng thân làm Sở gia dòng chính, bên trong hắn vô hình lại dưỡng thành một loại khí thế thượng giả. Ngừng lại, Sở Vân Bắc lại lạnh giọng nói, người các ngươi vừa nói đều là ta cho người giết. Oanh, lời này vừa nói ra tựa như một đạo như kinh lôi đánh vào trong đầu Dịch Thủy Đình và Dịch Mẫu, thân hình hai người có chút bất ổn, Dịch Mẫu càng là tê liệt trên mặt đất, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Sở Vân Bắc nhìn thấy một màn này lạnh lùng cười một tiếng. Nếu như không phải nể mặt mũi Tiêu Phàm, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Dịch gia. Dịch Bằng đắc tội hắn cũng liền thôi, hiện tại lại bị mẫu thân hắn vũ nhục, trong lòng Sở Vân Bắc tự nhiên kìm nén một ngụm nộ khí. Kiếm huynh, ta liền trước rời đi, trở về ta cho người đưa cho ngươi một cái thân phận bài, trừ cấm địa Sở gia, địa phương khác đều có thể đi, ngươi nếu muốn tìm ta, tùy thời gọi ta. Sở Vân Bắc lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Hắn hiển nhiên không muốn ở chỗ này. Cũng tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng không dự định rời đi, đi theo Sở Vân Bắc. Tiêu Phàm có rất nhiều sự tình khó thực hiện, chỉ cần có một cái thân phận bài, hắn liền không cần lo lắng. Hừ, Sở Vân Bắc lạnh lùng quét vợ chồng Dịch Thủy Đình một cái, quay người liền mang theo Sở Nghiên bọn hắn rời đi. Dịch Bằng nhìn thấy Tiêu Phàm lưu lại, trong lòng hắn buông lỏng một hơi, nếu Tiêu Phàm đi. Đoán chừng chờ đợi Dịch gia chính là diệt vong. Sở Vân Bắc đáng sợ, nhưng trải qua sự tình vừa nãy, Tiêu Phàm trong lòng hắn càng đáng sợ. Phải biết, đến Sở Vân Phi mà Tiêu Phàm cũng dám động, còn có cái gì hắn không dám làm đâu. Dịch Bằng, thay ta an bài một gian phòng yên tĩnh một chút đi, ta muốn bế quan một ngày, không có sự tình gì thì đừng tới quấy rầy ta. Tiêu Phàm trực tiếp dùng mệnh nói ra, về phần phụ mẫu Dịch Bằng. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý. Ta dẫn thiếu chủ đi. Dịch Bằng không chút do dự nói. Dịch Bằng lấy tốc độ nhanh nhất thực hiện,
chỉ một lát sau liền an bài một nhã uyển thật tốt cho Tiêu Phàm, sau đó một mình một người trở lại đại sảnh. Vợ chồng Dịch Thủy Đình còn đang chờ, nhìn thấy Dịch Bằng trở về, Dịch Mẫu run rẩy mở miệng nói, Bằng Nhi, những người kia là ai? Rời đi là con thứ hai của gia chủ Sở gia Sở Vân Bắc. Dịch Bằng cười khổ nói. Cái gì, khó trách ta cảm giác hắn quen thuộc, nguyên lai hắn chính là Sở Nhị Thiếu. Dịch Thủy Đình trực tiếp cả kinh, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, ngay sau đó lại trở nên càng sợ hãi. Sau đó phẫn nộ nhìn Dịch Mẫu nói, ngươi một cái tiện nhân, đều tại ngươi không chừa chút khẩu đức, ngươi chuẩn bị hại chết Dịch gia rồi. Cha, ngươi yên tâm đi, Nhị Thiếu để thiếu chủ lưu ở chỗ này, ta nghĩ hắn sẽ không diệt Dịch gia ta. Dịch Bằng lắc lắc đầu nói. Nghe nói như thế, vợ chồng Dịch Thủy Đình như chút được gánh nặng, Dịch Mẫu lại nói, Bằng Nhi, ngươi luôn mồm kêu áo bào đen là thiếu chủ, hắn là ai? Ta không biết thiếu chủ là ai, chỉ biết rõ thiếu chủ tên Kiếm Hồng Trần, đến từ một đế triều Nam Vực. Dịch Bằng như nói thật nói. Ngươi làm sao có thể nhận một người đế triều làm chủ? Nếu như là Nhị Thiếu mà nói. Dịch Mẫu một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dịch Thủy Đình cũng cau mày một cái, bất quá hắn lại cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Lúc này, Dịch Bằng lại nói ra, cha, mẹ, các ngươi không được xem thường thiếu chủ, hắn cùng Sở Đại Thiếu Sở Vân Phi đánh ngang tay, sau đó lại khiêu khích tu sĩ toàn thành cổ thành Sở gia, cuối cùng hắn vẫn thắng, hơn nữa Sở gia quả thực là không dám làm gì hắn. Vừa nói đến Tiêu Phàm, trong mắt Dịch Bằng trừ vẻ kính sợ không còn gì khác, không đến một ngày ngắn ngủi. Hắn đã bội phục đối với Tiêu Phàm đầu dạp xuống đất. Cùng thập đại yêu nghiệt Sở Vân Phi bất phân thắng bại. Hittt Dịch Thủy Đình hít một hơi lãnh khí, sau đó lại vội vàng hỏi, cụ thể như thế nào, cùng ta nói một chút. Sự tình là như thế này. Dịch Bằng không sợ người khác làm phiền đem sự tình Tiêu Phàm giảng thuật một lần. Dù là trình độ Dịch Bằng kể chuyện không được tốt lắm, trên mặt vợ chồng Dịch Thủy Đình đều là vẻ kinh ngạc. Tựa như tận mắt thấy một màn trước đó. Hồi lâu, vợ chồng Dịch Thủy Đình mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, Dịch Thủy Đình càng hít sâu một cái nói, Bằng Nhi, về sau ngươi liền theo thiếu chủ, tuyệt đối không thể kém hơn so với Sở Nhị Thiếu. Ân, Dịch Bằng gật đầu, sau đó lại nói, cha, ta cũng không biết vì cái gì nhưng Nhị Thiếu hình như rất sợ thiếu chủ. Những cái này không phải việc ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần lo lắng bản thân là được. Ngàn vạn lần không được làm gì có lỗi với Kiếm Thiếu Hiệp. Dịch Thủy Đình ân cần nhắc nhở nói. Hắn ẩn ẩn cảm giác Dịch gia thật muốn quật khởi, hắn không biết là cái này cũng rất có thể là một trận tai nạn cho Dịch gia. Phụ mẫu Dịch Bằng chấn kinh kỳ thật cũng hợp tình hợp lý, bởi vì hiện tại tên Kiếm Hồng Trần sớm đã lan truyền nhanh chóng, truyền khắp cổ thành Sở gia. Phố lớn ngõ nhỏ, quán rượu khách sạn, đều nghị luận về Kiếm Hồng Trần. Lần này cổ thành Sở gia thật đúng là mất hết mặt rồi, lại bị một kẻ từ bên ngoài đến khiêu khích, hơn nữa bại thập phần triệt để. Có thể áp Sở Đại Thiếu một đầu, tiểu tử này thực lực xác thực không kém, nghe nói là đến từ một đế triều Nam Vực, không nghĩ tới một tu sĩ đế triều nho nhỏ vậy mà cũng có dạng thiên phú này. Nói áp Sở Đại Thiếu một đầu vẫn còn có chút quá, Sở Đại Thiếu mặc dù cùng hắn ngang nhau, nhưng Sở Đại Thiếu là áp chế tu vi đánh với hắn. Nếu như toàn lực mà nói, Kiếm Hồng Trần khẳng định không phải đối thủ Sở Đại Thiếu. Chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi, còn có hai ngày vạn thánh dược điển sẽ bắt đầu, trên thực lực bọn hắn không có phân cái cao thấp, tại luyện dược vẫn có thể. Vạn thánh dược điển, thật đúng là chờ mong. Khắp nơi đều đang nghị luận sự tình Tiêu Phàm, bất quá Tiêu Phàm lại không biết chút nào, hắn đã tiến vào bế quan. Bên trong một tòa nhã uyển tĩnh mịch của Dịch gia. Tiêu Phàm ở bốn phía trong phòng bố trí mấy tầng hồn giới, khí tức hồn lực trên người hắn lập tức bắt đầu cuồng bạo. Cùng lúc đó, thân thể Tiêu Phàm ngọa nguậy biến thành hình dáng lúc đầu. Hai tháng cũng chưa tới, đây chính là cực hạn sao? Tiêu Phàm thở dài nói. Lần trước thi triển hồn biến liếm tức thuật cùng phân cân thác cốt thủ biến thành bộ dáng hiện tại, hắn dòng dã bảo trì hơn một tháng, sau khi đột phá chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm cũng nhận được hồn biến liếm tức thuật hoàn chỉnh. Trước đó Tiêu Phàm trong vòng 3 ngày liền đem hồn biến liếm tức thuật tu luyện tới tầng thứ 8, cách tầng thứ 9 cao nhất chỉ có một bước. Tu luyện tới tầng thứ 8 bình thường mà nói có thể bảo trì chừng 2 tháng, bất quá Tiêu Phàm do chiến đấu nên chỉ kiên trì không đến 2 tháng.
Đây cũng là lý do hắn muốn lưu lại ở Dịch gia, tiếp theo vạn thánh dược điển cần 2 tháng, Tiêu Phàm nhất định phải buông lỏng một chất hai. Để tránh phát sinh ngoài ý muốn, ta vẫn nên tranh thủ một ngày đem hồn biến liếm tức thuật tu luyện tới cửu trọng, đến lúc đó liền có thể kiên trì chừng nửa năm, dù là chiến đấu cũng có thể chỉ ít bảo trì 3 tháng. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, khởi động hồn giới, Tiêu Phàm liền tiến vào trạng thái nhập định, lấy hắn cảnh giới bây giờ tăng thêm vô tận chiến điển, tu luyện hồn biến liếm tức thuật dễ như trở bàn tay. Thời gian một ngày lóe mắt liền qua, Tiêu Phàm lần nữa mở 2 mắt ra, thân thể ngọa nguậy một trận, sau đó khí tức trên người biến hóa, lại biến thành bộ dáng kiếm hồng trần. Tiêu Phàm tu luyện hồn biến liếm tức thuật kỳ thật chỉ tốn nửa ngày còn lại, hắn từ bên trong tu la truyền thừa tìm tới một bộ chiến kỹ không trọn vẹn, chỉ là lĩnh ngộ nửa ngày lại không có bao nhiêu thu hoạch. Cách vạn thánh dược điển còn hơn 1 ngày, trở về lại tu luyện công pháp này, trước đi thần dược các một chuyến, sau đó đi gặp Hề lão. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, sau đó đứng dậy đi ra cửa. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh chào đón, cung kính nói, thiếu chủ. Ngươi một mực canh giữ ở đây, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Dịch Bằng một cái. Nửa đường Sở Nhị thiếu đến một chuyến, ta liền rời đi. Dịch Bằng lắc lắc đầu nói, hắn ban đầu là không muốn thủ hộ nơi này, nhưng phụ thân Dịch Thủy Đình hắn lại nhất định muốn hắn làm như thế, cho nên liền thủ hộ ở chỗ này, xem như thay Tiêu Phàm hộ pháp. Sở Vân Bắc đâu? Tiêu Phàm hỏi. Nhị thiếu đến một chuyến liền đi, đưa cho ta thân phận ngọc bội giao cho thiếu chủ. Dịch Bằng từ trong ngực lấy ra một khối tử sắc ngọc bội nói. Hiệu suất làm việc của gia hỏa này cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm hài lòng tiếp nhận thân phận ngọc bài, hắn cũng biết Sở Vân Bắc đoán chừng cũng không muốn luôn ở bên cạnh mình. Dù sao, Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật với hắn, dù là ai cũng không được tự nhiên. Tiếp nhận thân phận ngọc bài, Tiêu Phàm dò xét một cái, ngọc bài màu tử sắc, bên trên có một chút đường vân đơn giản, trong đầu Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới khối ngọc bài lấy được khi giết chết Sở Không. Ngọc bài Sở Không lập tức xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm, hai khối ngọc bài nhìn bề ngoài đi không có quá nhiều khác nhau, thậm chí ngay cả chất liệu ngọc bội đều không khác mấy, phía trên đều có một chữ Sở. Khi thấy trong tay Tiêu Phàm xuất hiện một khối thân phận ngọc bài khác, Dịch Bằng vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng. Phải biết, thân phận ngọc bài đại biểu thân phận người cổ thành Sở gia, người cổ thành Sở gia bình thường đều giữ như vật bất ly thân, trừ phi bản thân chết. Dịch Bằng nhìn thấy một khối ngọc bội khác trong tay Tiêu Phàm, trước tiên nghĩ đến chính là Tiêu Phàm giết một người Sở gia cho nên vẫn phải làm như không thấy. Đương nhiên, chủ yếu nhất là chất liệu khối ngọc bội trong tay Tiêu Phàm không phải người bình thường có thể có được. Làm sao, nhìn thấy khối ngọc bội này ngươi rất sợ ta sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. Không, không phải. Dịch Bằng nói chuyện có chút phát run. Khối ngọc bội này đúng là ta giết một người Sở gia có được, chẳng lẽ ngọc bội kia có cái gì đặc thù sao? Tiêu Phàm một cái liền xem thấu tâm tư Dịch Bằng. Nhìn thấy Tiêu Phàm không kiêng kỵ nói ra, Dịch Bằng hít sâu một cái nói, đa tạ thiếu chủ tín nhiệm thuộc hạ, khối ngọc bài này xác thực bất phàm, hắn là của Sở gia dòng chính. A, à, Tiêu Phàm mị mị 2 mắt, hắn trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đây lại là ngọc bài đặc biệt của dòng chính Sở gia. Nhưng thực lực bọn Sở Không cũng quá thấp đi, truy sát Sở Phiền tại sao không phái chiến thánh cảnh đi? Nếu Sở Không là dòng chính Sở gia, thân phận dòng chính Sở gia vẻn vẹn chỉ cần tu vi chiến đế cảnh sao? Tiêu Phàm lắc đầu, hắn rất nhanh nghĩ đến một loại khả năng khác, chính là Sở Không chỉ là cấp dưới của tên dòng chính Sở gia nào đó, kể từ đó cũng có thể nắm giữ lệnh bài thân phận đặc biệt của dòng chính. Ngẫm lại, Tiêu Phàm lại hỏi, Dịch Bằng, nếu tu sĩ cổ thành Sở gia muốn đi đến cửu vực, nhàm sao mới có thể rời đi? Muốn rời khỏi cổ thành nhất định phải được Sở gia cho phép, hơn nữa tu vi chiến thánh cảnh trở lên không cho phép rời khỏi cổ thành, tựa như là có ước định với chiến thần điện. Dịch Bằng suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm gật đầu, trong nháy mắt minh bạch rất nhiều, có lẽ Sở gia cũng sợ quấy nhiễu chiến thần điện, cho nên mới phái ra mấy tu sĩ chiến đế cảnh Sở Không truy sát Sở Phiền, lại không nghĩ rằng bị bọn Tiêu Phàm giết chết. Lúc này Tiêu Phàm thu hồi 2 khối ngọc bội, việc này hắn cũng không sợ Dịch Bằng nói ra ngoài, dù sao nói ra ngoài cũng phải có người tin tưởng. Người biết thần dược các đi như thế nào không?
Tiêu Phàm thu liếm tâm thần nói. Ta biết, thần dược các ngay ở giữa trung thành cùng nội thành, ta dẫn thiếu chủ đi. Dịch Bằng không chút do dự nói, trong lòng hắn tựa như có thể vì Tiêu Phàm làm việc là may mắn của hắn. Đi tới cửa, Tiêu Phàm hơi sững sờ, chỉ thấy một đầu phi cầm hỏa hồng sắc ngồi xổm, trên cổ còn phủ dây thừng, phía sau lôi kéo một cỗ xe kim quang lóng lánh. Đây là, Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Phi cầm hỏa hồng sắc lại là bát giai đỉnh phong Hạo Dương Điểu. Nếu đặt ở Đại Ly Đế Triều, đầu Hạo Dương Điểu này cũng đủ để quét sạch tứ phương, mà ở cổ thành Sở gia lại vẻn vẹn chỉ dùng để kéo xe mà thôi. Tiêu Phàm không khỏi cảm khái nội tình cổ tộc, phải biết, Dịch gia tại cổ thành Sở gia cũng chỉ là gia tộc bình thường mà thôi. Thiếu chủ, thần dược các tại phía đông trung thành, đi vòng qua có chút xa, cho nên ở chỗ này bình thường đều là dùng hồn thú thay đi bộ. Dịch Bằng giải thích nói, thiếu chủ, mời ngài. Tiêu Phàm cũng không khách khí, một bước bước vào loan xe, Dịch Bằng tự nhiên không dám chậm trễ. Giống, lúc này Tiểu Kim bỗng nhiên mở hai mắt ra, gầm nhẹ một tiếng, Hạo Dương Điểu tựa như chấn kinh, mở ra cánh hướng về chân trời cấp tốc lao đi. Trái tim Dịch Bằng nhảy cổ họng, trong lòng giận mắng không thôi, thiếu chút nữa thì nhìn không được đánh chết đầu Hạo Dương Điểu này, nếu để cho Tiêu Phàm không hài lòng. Không may vẫn là hắn. May mắn là sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, Dịch Bằng cũng thả lỏng một hơi. Không thể không nói, bát giai đỉnh phong hồn thú tốc độ thật đúng là không phải nhanh bình thường, bất quá cũng tốn mất hai canh giờ, gần giữa trưa mới chạy tới Đông Thành. Một tòa đại điện 9 tầng in vào tầm mắt Tiêu Phàm, nhìn sơ một chút, đại điện cùng bên ngoài luyện dược sư công hội có chút tương tự, chỉ là khí tức bàng bạc, tráng lệ nhiều hơn mà thôi. Người lui tới rất nhiều, phía trên thiên không đâu đâu cũng có phi cầm kéo xe, lít nha lít nhít, bất quá những phi cầm này đến gần bên ngoài đại điện mấy dặm liền hướng về mặt đất bay thấp. Thiếu chủ, tới gần thần dược các trong vòng 10 dặm không được phép phi hành, chúng ta liền chuẩn bị xuống. Dịch Bằng nói ra, Tiêu Phàm gật đầu, phóng tầm mắt nhìn tới, lấy nhãn lực Tiêu Phàm trong nháy mắt liền thấy quảng trường treo một khối bảng hiệu to lớn. Bên trên bảng hiệu lạc ấn lấy mấy cái chữ to mạ vàng, thần dược các. Rốt cục cũng đã đến. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục suy nghĩ, hắn vừa nghĩ tới mình có thể nhìn thấy mặt tỷ muội chưa từng thấy qua, trong lòng liền khó mà bình tĩnh. Tiêu Phàm nhìn bốn phía xung quanh, đại bộ phận tu sĩ đều mặc chiến bào đặc chế, bên ngoài cũng có thể hiển lộ thân phận, chỉ có hắn và Dịch Bằng hai người lại ăn mặc trường bào phổ thông. Dịch Bằng ngay từ đầu cũng mặc một bộ chiến bào, bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm đều phổ thông như vậy, Dịch Bằng cũng không dám quá kiêu căng, dù sao không có hạ nhân chói mắt hơn chủ nhân. Nếu là vạn nhất người khác cho rằng Tiêu Phàm là hạ nhân của hắn, đến thời điểm đó hắn liền thảm. Thiếu chủ, Đông Thành xem như nơi náo nhiệt nhất ở cổ thành, tu sĩ đi ra ngoài lịch luyện nhà có thể không trở về, nhưng khẳng định phải đến thần dược các một chuyến. Dịch Bằng cười giải thích cho Tiêu Phàm. Bốn phía có không ít người quăng tới ánh mắt xem thường, tựa như rất xem thường những tu sĩ ăn mặc phổ thông bọn hắn, bất quá Tiêu Phàm lại làm như không thấy, Dịch Bằng mặc dù khó chịu nhưng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Tiêu Phàm gật đầu, cổ tộc phồn hoa xác thực vượt qua hắn tưởng tượng, cho dù linh khí giữa thiên địa cũng không phải đế triều có thể so sánh. Thiếu chủ, thần dược các ta cũng xem như quen thuộc, người muốn mua linh dược hay là mua đan dược? Đan dược gì thần dược các đều có. Thậm chí ngay cả cửu chuyển chiến hồn đan đều tồn tại, chỉ là giá trị không nhỏ. Dịch Bằng cười nói. Cửu chuyển chiến hồn đan. Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, hắn tự nhiên biết rõ cửu chuyển chiến hồn đan là dùng làm gì, so với hắn lúc trước luyện chế tẩy hồn đan cao cấp hơn nhiều. Tẩy hồn đan nói đơn giản là phá rồi lại lập, trước hết để cho chiến hồn tu sĩ chuyển biến thành hồn lực, sau đó lại một lần nữa ngưng tụ thành chiến hồn mới, nhưng vô luận biến hóa như thế nào. Thực lực chiến hồn đều sẽ không thay đổi, bình thường đều là cho người có chiến hồn bị thương sử dụng. Mà cửu chuyển chiến hồn đan lại khác biệt, cửu chuyển chiến hồn đan là chiến hồn đồng phẩm giai biến hóa, bởi vì bên trong đan dược có hồn lực bàng bạc chèo chống, đồng dạng chiến hồn sẽ chỉ mạnh lên, sẽ không yếu hơn, bất quá bình thường đều chỉ là chuyển đổi đồng phẩm giai. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, có ít người ăn cửu chuyển chiến hồn hắn sẽ phát sinh biến dị. Biến dị thành chiến hồn cấp cao, cho nên rất nhiều người dựa vào cửu chuyển chiến hồn đan liền có thể thuế biến thành cửu phẩm, thậm chí thần phẩm chiến hồn.
Chiến hồn phẩm cấp thấp thuế biến có lẽ không tính là gì, nhưng bát phẩm chiến hồn thuế biến thành cửu phẩm chiến hồn, thậm chí thuế biến thành thần phẩm chiến hồn vậy liền có chút không thể tưởng tượng nổi. So với cửu chuyển chiến hồn đan kỳ thật còn có một loại đan dược càng thêm chân quý, chính là thánh hồn đan. Thánh hồn đan ẩn chứa hồn lực bàng bạc, chỉ cần là chiến hồn lục phẩm trở lên, chỉ cần thôn phệ thánh hồn đan đều có thể thuế biến thành cửu phẩm. Đây cũng là một nguyên nhân cổ tộc sở dĩ một mực sừng sững không ngã, đương nhiên có ít người cho dù nắm giữ cửu phẩm chiến hồn cũng chưa chắc có thể đột phá chiến thánh cảnh. Dịch Bằng, người biết như thế nào mới có thể nhìn thấy dược nô thần dược các không? Tiêu Phàm bình tĩnh tâm thần hỏi. Dược nô, trên mặt Dịch Bằng lộ vẻ ngoài ý muốn, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm lại là đến mua dược nô, Dịch Bằng suy nghĩ một chút nói, thiếu chủ. Những dược nô đó đại bộ phận đều là người không ra người quỷ không ra quỷ. Ta chỉ là hỏi ngươi có biện pháp hay không? Tiêu Phàm ngữ khí trầm xuống, hắn đến nơi này vì gặp Sở Linh Nhi, vô luận Sở Linh Nhi là bộ dáng gì, Tiêu Phàm đều sẽ không ghét bỏ, đó đều là tỉ muội hắn. Ta liền đi nghĩ biện pháp. Trong lòng Dịch Bằng lộp bộp một cái, vội vàng mở miệng nói, không biết thiếu chủ muốn gặp dược nô loại gì. Chẳng lẽ dược nô còn chia rất nhiều loại sao? Tiêu Phàm cau mày một cái. Không sai, dược nô chia làm hai loại, một loại là tự nguyện, loại người này bình thường đều là người gia cảnh không tốt, bọn hắn dùng sinh mệnh mình đến thần dược các đổi lấy tài nguyên bọn hắn cần để tu luyện, những dược nô này tùy thời có thể rời khỏi thần dược các. Dịch Bằng giải thích nói. Ngừng lại nói, một loại khác là không tự nguyện, những người này bình thường đều là tội nhân sở ra, người đắc tội sở ra đều sẽ đưa tới nơi này. Nếu như là dược nô loại thứ nhất, muốn gặp bọn hắn rất đơn giản nhưng muốn gặp được những dược nô tội nhân đó, phải được thần dược các cho phép, đương nhiên dùng chút hồn thạch còn có thể giải quyết, không biết thiếu chủ muốn gặp là loại nào. Tiêu Phàm cau mày một cái, suy nghĩ một chút nói, hẳn thuộc về tội nhân sở ra a. Nói ra câu nói này, ngữ khí Tiêu Phàm rất lạnh, còn mang theo sát ý nhàn nhạt, mặc dù hắn áp chế rất tốt nhưng vẫn bị Dịch Bằng cảm thụ được. Mặc dù có chút khó, bất quá ta có thể đi nghĩ biện pháp, không biết thiếu chủ muốn tìm người tên gọi là gì vậy? Dịch Bằng hít sâu một cái. Trong lòng hắn đã thấy khó khăn, tội nhân sở ra kỳ thật cũng phân là thành đủ loại khác biệt, có ít người muốn gặp được rất dễ dàng, nhưng có ít người cũng rất khó. Sở Linh Nhi. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Được, thiếu chủ chờ ta ở đây một nén nhang, ta hiện tại liền đi hỏi thăm một chút. Dịch Bằng để lại một câu nói liền không thấy tăm hơi. Xem ra sự tình cũng không dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm thở dài một hơi nói, ngẩng đầu nhìn lại, thần dược các đã cách đó không xa, bất quá Tiêu Phàm cũng không có đi vào. Trước khi tìm ra Sở Linh Nhi, hắn không có nửa điểm tâm tư đi làm cái khác. Không biết cha mẹ và gia gia thế nào rồi, từ ký ức Sở Vân Bắc đến xem, bọn hắn hẳn là ở nội thành, muốn gặp bọn hắn đoán chừng càng khó. Tiêu Phàm nắm đấm, trong mắt lộ ra một đạo quang mang u lãnh. Nhìn đám người lưu chuyển không thôi, Tiêu Phàm cảm giác mình cùng người ở đây có chút không hợp nhau, dù là hắn biết rõ mẫu thân mình sinh ra ở tòa cổ thành này. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua, Dịch Bằng rốt cục lần nữa xuất hiện, bất quá sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Thế nào, Tiêu Phàm trong lòng có loại dự cảm bất an. Thiếu chủ, ta thăm dò được có một người như thế. Bất quá đối phương mở ra yêu cầu quá cao. Dịch Bằng thở dài nói, nuốt vài ngụm nước miếng tiếp tục nói, hắn muốn 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, nhất định chính là đang ăn cướp. Chỉ cần hắn có thể mang ta nhìn thấy Sở Linh Nhi, 5.000 vạn thì 5.000 vạn. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, trong mắt hắn, hồn thạch làm sao có thể có trọng yếu bằng thân nhân đâu. Đừng nói 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, chính là 5 ức, 50 ức. Tiêu Phàm cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế đưa ra. Được, ta mang thiếu chủ đi. Dịch Bằng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, đây chính là 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch đó, vậy mà đáp ứng mắt không nháy một cái. Dịch Bằng phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm, thiếu chủ thực sự là từ một đế triều tới sao. Dịch Bằng mang theo Tiêu Phàm tiến vào một tòa trắc điện, xuyên qua tầng tầng thủ vệ, đi tới trước một tòa thiên điện tản ra mùi thối nát. Tiêu Phàm có thể nhìn thấy, xuyên qua tòa thiên điện này lại đi vào một vùng núi, chỉ bất quá, có mấy cỗ khí tức nhiếp nhân tâm phách ngăn phía trước, hơn nữa còn có hồn giới ba động.
Phía trước thần dược các là một tòa đại điện, nhưng bên trong lại thập phần rộng lớn, chính là một mảnh sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm, so với mọi người chứng kiến lớn hơn rất nhiều. Thiếu chủ, chính là người kia, người này tên là Sở Lệ, giống như được một trưởng lão thần dược các thu làm ký danh đệ tử. Thân hình Dịch Bằng chậm xuống, chỉ một người thanh niên nam tử mặc hắc bào nơi xa, đứng ở cửa đại điện nói. Ngươi xác định hắn có thể đủ mang ta nhìn thấy Sở Linh Nhi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng hơi hơi kích động. Kiếm Hồng Trần, ngươi tới đây làm cái gì? Mắt thấy Tiêu Phàm sắp tới gần Sở Lệ, đột nhiên một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, chỉ thấy một nữ tử váy trắng từ đằng xa đi tới, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Sở Hinh, Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, lông mày nhíu lại, nữ tử này không phải liền là Sở Hinh thi đấu trước đó gặp được à? Làm sao lại ở chỗ này đụng tới nàng? Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến tại thời điểm then chốt sẽ đụng phải nàng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, chẳng lẽ bản thân đi ra ngoài không xem lịch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.